truyền thông công bố ra rồi, vậy các nhà mạng Facebook, YouTube có công đức không thưa thầy? Lặp lại. Thiền tông công bố ra rồi, vậy các nhà mạng Facebook với YouTube có công đức không? Nếu mà người nào nghe họ tiếp nhận được là cái nhà mạng có công đức, bất cứ hình thức nào cũng có công đức hết. Rồi con hỏi tiếp này. Câu hỏi thứ hai, các vị Phật là toàn năng toàn giác, vậy tại sao khi về Phật giới lại có mã số riêng? Ai cấp mã số này cho các vị Phật đó? Cái này bên Phật giới tổ chức chứ làm sao biết, tôi chưa về bển. Tất cả những gì con người ở trái đất này cũng có mã số chứng minh như vậy, thì vị Phật về bển nó cũng phải nằm trong cái quy luật này để người ta biết, người ta liên hệ. Ví dụ một cái ông Phật A với Phật B muốn nói chuyện thì hai người biết thôi, chứ không phải giống như mình ở đây nói cái 4-5 người biết, không phải vậy. Bên Phật giới là người ta tuyệt đối, bởi vì đây nó là toàn năng toàn giác. Bên này cái tổ chức Phật giới nó không phải là cái tổ chức của thế giới vật lý, có nghĩa là muốn nói người nào người đó nghe thôi, chứ không phải giống như bên mình. Sách 36 vị tổ lại có lực dương rất mạnh, tại sao hả? Tổ nắm tập quyền ký, cái tập quyền ký này nó mạnh chứ không phải ông tổ mạnh đâu. Ai mà nắm được tập quyền ký này mà thuộc rồi đó thì dường như là tất cả những đối thủ xung quanh không được quyền nói, không làm cái gì được hết đấy. Tất cả những vị mà bây giờ có cái tập quyền ký trong tay mà thông hết đi, thì tôi bảo đảm là có nghĩa là đi đâu cũng không sợ bất cứ ai. Cỡ ông thầy học cao cỡ nào, tiến sĩ học cao cỡ nào cũng học thành vấn đề. Bởi vì khi nắm được cái, bởi vì tại sao cái quyền ký này nó truyền theo dòng thiền tông? Là vì ngày xưa Đức Phật không muốn nói cái này, bởi vì ngày xưa đó dân trí còn thấp, mà nói ra cái này nó phản ứng dữ dội lắm. Mà chính bây giờ công bố quyền ký mà bây giờ nó đã chửi, cả thế giới chửi, chứ không phải là cái nước Việt Nam mình chửi không đâu. Nó có cái lực dương rất mạnh. Mà cái người công bố này là phải gan, gan cái kiểu như Bồ Tát tới Quảng Đức vậy đó, mới dám công bố. Chứ nếu mà dán nhát không, hoàn toàn không dám công bố cái quyền ký này ra. Con hỏi tiếp đi. Gần đây có một số vị không biết chữ, nghe thiền tông và hiểu muốn tu theo thiền tông, vậy chùa Tân Diệu có chấp nhận những vị này không hả thưa thầy? Biết chữ cái chuyện tu thiền tông nó khác. Có nghĩa là bây giờ ta đã điều kiện, đã kêu bằng giúp cho mình. Cái người biết chữ thì đọc sách, cái người không biết chữ ta tặng cái máy, ta tạo đủ điều kiện để cho mình làm cái chuyện này, thì đâu có phân biệt là biết chữ hay không biết chữ. Cái biết chữ mà càng cao càng chắc thì không vô thiền tông được. Anh biết chữ cỡ nào nhưng mà đừng có chấp thì thiền tông anh mới lãnh hội được. Thì nhớ cái chỗ này. Chứ bây giờ sở dĩ ta chép mà các bạn 10 cái bài trong cái máy là để ta tặng cho những người, thứ nhất những người lớn tuổi không đọc sách được, thứ hai những người không biết chữ. Nó thẳng ra vậy. Có nghĩa là ai cũng phải ngộ được cái này. Muốn về Phật giới phải ngộ được cái này và tìm được cái công thức của nó. Bởi vì Đức Phật dạy cái pháp môn này là cách đây 2561 năm mới được công bố ra. Có nghĩa là trước năm 2561 năm về trước là người ta tu đạo Phật, người ta tu cho cái tưởng người ta, chứ hoàn toàn ta không hiểu, ta không tu cái đạo. Chính bây giờ những cái chùa, nên nhớ rằng những cái chùa mà lại hỏi cái thưa thầy Phật là gì, hoàn toàn 10 ông nói 10 kiểu, bởi vì ta không hiểu. Thành ra cái quyền ký này ra là để là chuẩn quá là cái đạo Phật này. Là vì đạo Phật tới bây giờ nó đã đi lệch hướng quá xa. Mà bây giờ nói thật, trong nước mình có mấy vạn cái chùa hoàn toàn cúng hết, không có dạy giải thoát. Thì Đức Phật biết để chi, để chỉnh cho đến 3.000 năm thì cái đạo Phật nó mới chấm dứt. Mà giờ còn mấy trăm năm nữa, nếu mà quyền ký không ra thì cái đạo Phật nó sẽ loạn. Tôi nói thật, nếu mà quyền ký không có ra thì bây giờ
có nghĩa là xã nào cũng 5-10 cái chùa đó, rồi tu cái gì đây, làm cái gì mà cắt chùa dữ vậy, quyền ký ra để nó chuẩn lại. Rồi con hỏi tiếp đi. À, vì sao người có công đức càng nhiều thì lại càng ít nói? Nếu mà con có công đức nhiều con đi nói á, giống như con một ca sĩ giỏi không khi nào cũng ra đường con ca hết, con ca từng cái đúng cái chỗ con mới ca. Cái người có công đức nhiều người ta không khi nào ta đi nói bếp xếp được, còn cái người mà ấp a cũng dở dở ương ương đụng đâu cũng nói đều khiều khiều ra lại đây tôi nói vậy, cái đó là không có đúng. Bởi vì tại sao mấy ông tổ mà Đức Phật còn không cho nói, mà duy nhất chỉ có cái ông Bồ Đề Lạt Ma ông xin bếp xếp mấy cái ông chết liền á, thấy không? Đó mình thấy nhớ là tổ mà còn không dám nói. Còn Trần Nhân Tông biết sao trèo lên núi la để đó, là đừng có mấy chữ nè, rồi ông viết sách để lại thôi chứ không dám nói thôi. Rồi bây giờ tôi nói thật, bà Thảo bà có nhận hồi 50 chứ không ít đâu, mấy năm sau bà mới dám nói, mà nói gì không dám nói nữa. Bây giờ phải đợi tới đời này, bởi trong huyền ký nói là đợi khi nào mà Long Nữ nhập tập huyền ký này, nhưng mà coi thời thế như thế nào mới công bố huyền ký này ra. Cái này nó có cái dòng tiền của nó rõ ràng. Thì con hỏi tiếp đi. À, khi người chết cái thần thức thoát ra ở chỗ nào thì cái chỗ đó nó nóng lên là vì sao thế này? Cái này là năm đều là đỉnh thanh thánh mặt hoặc sinh thiên, lại đây là cái luật của nó. Dương nó đi trên đỉnh đầu không khi nào đi cái dương, cái bằng dương mà gọi là công đức nó đi trên đỉnh đầu, còn phước đức dương nó đi ra mặt. Bởi vì mặt bắt sinh thiên, rồi ngực làm thần, tim làm người, chân là súc sanh, kêu bằng bằng chân ngạ quỷ vậy. Thì đây là cái quy luật tiếp theo để cái chiều của con người. Con người của mình cao nhất đỉnh đầu là gì? Là cực dương, nó thuộc đó, nó được xếp vào là công đức. Cái này là cái luật của ông Phật nói. Vì tất cả những người nè, trong gia đình nếu mà ba con dòng họ mình mà mất, cứ thường thường ở trong bụng, trong ngực thôi chứ không đi ra ngoài đâu, ở trong dòng tộc không. Nó theo nguyên một cái quận cao lắm một hai người ngộ cái thiền tông này thôi, còn bao nhiêu ở dòng tộc, còn ở chuyện mà đi lên nước A Di Đà hay là thành thần ở chuyện đó ít lắm nha. Ví dụ khi họ tu tịnh độ mà họ làm sai cũng vẫn về dòng tộc chứ không có lên được đâu. Rồi con hỏi lộ trình về Phật giới, ngoài các hình ảnh âm thanh do các vị thần hiện ra thì không biết còn có những trở ngại gì không thưa thầy? Cái câu hỏi này nó sai. Khi mà mình phải hiểu cái quy luật nhân quả luân hồi thế này nè. Khi mà con người ta mất á, thì cái sắc thân nó tan rã. Cái tánh người á, nó bao cái sắc thân này lại thì nó chỉ không còn bao sắc thân nữa, mà nó chỉ còn bao cái nghiệp của con người đó, và đồng thời cái tánh Phật của người đó. Nó co lại thành trung ấm thân. Trung ấm thân nó cấu tạo bằng gì? Bằng điện từ âm dương không màu sắc. Vị thần quản lý tánh Phật nhìn thấy trong cái trung ấm thân này nè, cái tần số nằm ở chỗ nào, nằm ở Di Đà thì ổng nắm, ổng quăng lên cái cõi A Di Đà. Còn nếu mà về làm thần thì ổng đẩy vô thần dòng tộc, ổng trả về cho loài ngạ quỷ, rồi từ ngạ quỷ mới phân bổ đi. Giờ sao muốn đi luân hồi nữa hay là muốn ra làm cô hồn thì do cái người đó nó thôi, giờ tôi vô dòng tộc đi tiếp, thì vô đó phải đi theo quy luật nhân quả luân hồi của dòng tộc. Sao dòng tộc đó là ai? Là thần cái bằng thần chủ, thần chủ dùng. Mình phải hiểu cái nguyên tắc nhân quả luân hồi này, chỉ thiền tông mới nói được cái này, chứ còn tất cả các vị thầy mơ hồ không phải. Mà bây giờ tại sao các nhà khoa học đến nó hỏi tôi, nói bây giờ mấy thầy cứ hỏi đi, mà tôi nói bằng khoa học chứ không phải nói không mơ hồ được. Mấy thầy cũng vậy, chế tạo bất cứ cái gì cũng bằng công thức và khoa học, thiền tông cũng nói bằng công thức và khoa học chứ không phải nói mù mờ được. Rồi con hỏi tiếp đi.
Người tu thiền tông khi chết mà không thấy được ánh sáng hào quang của mình, vậy người này có thể về được Phật giới không ạ? Chọc lại cái hỏi này. Người tu thiền tông khi chết mà không thấy ánh sáng hào quang của mình, vậy người này có thể về được Phật giới không? Câu hỏi này không có đúng. Khi mình chết không thấy hào quang, mình có phải hỏi là ra tôi có công đức tôi chết mà không thấy hào quang thì được. Anh không có công đức mà đòi hào quang gì? Hỏi cái câu hỏi này hỏi lại. Thành có hỏi lại cái câu hỏi này không? Thưa quý vị, tôi tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Dũng ở Canada. Tôi có duyên tôi đến xem trên mạng, rồi tôi nhờ chú Dương dẫn xuống đây. Nhưng mà nãy giờ trả lời của Diện chủ trả lời nó còn hơi mê tín. Tôi thấy Diện chủ trả lời những cái đó tôi thấy rất hoàn toàn là mê tín. Diện chủ đâu có biết được cái thân người xuất ra chỗ nào, mà thân người nó màu xanh, màu vàng, màu đỏ, nó cân trọng lượng bao nhiêu. Diện chủ có lấy cái gì mà là cơ sở? Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, tôi theo Phật thì theo tôi nghĩ chứ có vậy là Phật dạy á, lời Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn tôi đọc á, không truy tìm quá khứ, không vọng tưởng tương lai, mà hãy nhìn hiện tại. Đó là lời Phật dạy. Còn những cái câu mà chủ hay nói lời Phật dạy, nhưng chủ ấy cho tôi điểm chứng. Tại vì lời Phật dạy á, người ta có thể nói mô phỏng, mà hình thức của cái viện chủ là mô phỏng rất nhiều. Quý vị có thấy chỗ cái sổ mô phỏng không? Mô phỏng là cái con người sẽ lên, ông này thảy qua cái dùng kia, cái ông kia thảy qua dùng nọ. Cái này là mê tín không? Đó, chúng ta phải nhận xét. Nếu là tu hết sức khoa học thì không có cái ông nào ở trên trời. Tôi thân thân tin như quý vị, không có cái ông trời trên đó, mà cũng không có thượng đế, không có thượng đế trên 18 tầng địa ngục ở trên trời, mà cũng không có cái ông địa ngục ở trên. Thấy không? Ông Phật dạy cho người ta hiểu được là cái những gì mình học để mình theo, thấy không? Để mình hành, để mình giải tỏ cái phiền não, cái ô trược, để mình được an lạc. Nói như vậy thôi. Thành thử ra tôi bây giờ tôi có bài thơ, tôi khen Diện chủ. Tôi có sinh động, tôi không có ngộ thiền, nhưng mà tôi có bài thơ. Xin lỗi, tại tôi sống ở đất nước khoa học á, thì tôi cái gì tôi khoa học tôi mới chịu, còn cái gì mà mờ mờ tôi không tin. Đâu, bởi vì ông hỏi cái kinh đó là kinh nào, rồi cái kinh đó là ai chứ mà hỏi vậy đó. Thì còn chứ là không có nói tôi vậy. Trước mắt đây, trước mắt tôi tặng cho Diện chủ cái bài thơ. Bởi vì tiền tông tân diệu tỏ ra, tinh hoa của Phật mở ra với đời, bao năm sống kiếp mê lầm, nay con ngộ được chân như Phật Đà, hiểu rõ chân lý thiền tông, xóa tan mê tín, phục hồi nhân tâm. Bao năm kiếm sống, sống kiếp luân hồi, bây giờ bừng sáng quay về nội tâm, quần sanh giác ngộ nương vào, đi về Phật giới thoát ly luân hồi. Đó là bài thơ. Tôi tán thán công đức quý của quý vị chủ là vừa qua đã để cho đọc trong cái phần mà Diện chủ phân tích về nhân sinh quan, vũ trụ quan đó, tôi chấp nhận phần đó. Còn những cái phần mà Diện chủ trả lời có những cái cảnh này cảnh kia là cái đó tôi thấy mê tín lắm. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, Diện chủ kêu gọi người ta không có những cái chùa không có cúng tụng, không có tập tụng. Như là sáng giờ tôi lên đây tôi thấy ở trên đây có hai người cầm cuốn kinh tụng. Rồi tôi qua bên đây có cái bàn thờ của cái vị nào, người nữ, mà kinh lúc nào cũng đọc hết trơn. Mà đọc kinh bằng cái máy, quý vị có thử nghĩ thôi. Cái máy nó đọc kinh, nó không có tác dụng gì hết. Đúng không? Cái máy nó đọc kinh, nếu mà có phước thì cái máy có phước, chứ người đọc nó có phước. Đó, thành ra mình bị mê lầm cái này rất là nhiều. Thì tôi mang hết cái tâm tư thực sự. Tôi không phải đã phá trong cái cách tu của viện chủ. Nhưng mà tôi muốn cùng viện chủ tất cả các cô các chị các anh khiến em ở đây để mình cùng đào sâu vào, đi sâu vào để mình có cái điểm tựa. Người ta
Bây giờ nếu mà cuộc sống mình không, cuộc sống nhân sinh của mình á, nếu mà không có cái tâm linh, con người mình tàn nhẫn lắm, tàn bạo lắm. Mình phải có cái tâm linh để mình tựa vào đó. Tôi về đây, tôi đọc cái bài báo hôm Tết có một em 18 tuổi mà giết chết đi 5 người bằng cái cổ á, tôi thấy quá dã man đi. Đó, cái này là cái đạo đức nó suy rồi nè. Cái này con người không, tôi biết chắc là em đó trong lòng không có chút tâm linh nào trong lòng đó. Đó là những cái lời thật tình, tôi mang hết những cái ân trăm cân tình đến với Việt chủ. Đó là những cái Việt chủ nói. Bây giờ cái phần này nó nằm không nằm ở trong thiền tông, mà anh nói về trong kinh vật lý thì là anh phải tổ chức một cuộc nói chuyện riêng, chứ không anh không hiểu thiền tông đâu. Vì thế mà anh nói về nói trong vật lý thì bây giờ để người ta hỏi hết đi, tôi mời anh lại đây tổ chức nói một cuộc đối thoại đàng hoàng. Còn cái này anh đừng có dặn dò ta quá, anh nói trong kinh vật lý đâu nào, thiền tông là khác, anh không hiểu thiền tông là cái gì, thành anh mới nói vậy, anh mới đưa kinh vật lý ra anh bàn, anh không hiểu cái công thức của giải thoát đâu. Thì bây giờ thôi, bây giờ tôi mời anh là đợi khi người ta hỏi hết anh lại đây, tôi sẽ hỏi anh từ câu, anh hỏi tôi từ câu, anh hiểu tôi mới trả lời, còn anh không hiểu thiền tông thì giống như kiểu như mà anh không hiểu tiếng Anh mà nói chuyện tiếng Anh làm sao anh hiểu, phải không? Nguyên tắc đây là người ta muốn nói về thiền tông thôi, còn mê tín chỗ nào thì mở một chút để tranh luận cái phần này. Tôi đồng ý bữa nay, tôi đồng ý này. Thôi giờ những cái anh xếp lại đi để anh em trả lời khi nào hết mời anh. Câu hỏi số 9. Người tu thiền tông ngày nay rất đông, vậy thầy có chuẩn hóa lại lần nào nữa không thưa thầy? Cái chuẩn hóa này đó, nó sẽ chuẩn hóa 3 lần, mới chuẩn hóa 1 lần thôi, còn 2 lần nữa. Còn cái thời gian nó sẽ tính sao? Thì trong khi mà công bố nguyện ký là trong 1 năm phải chuẩn hóa, đại hóa xong là cái thiền tông này tự động nó trôi á, chứ không còn ai nói gì nữa hết. Còn ai đủ tâm tài lực cứ tiếp tục, là vì tôi nhiệm vụ nó là không còn lâu, trong vòng năm đã thôi chứ không. Thì còn cái vấn đề mà cái chủ quán nó sẽ còn 3 lần. Chào con hỏi. Thưa thầy, con đường mà Phật Tấn trở về Phật giới có thời gian ấn định là bao lâu không? Trung ấm thân lúc rơi thì di chuyển xuyên suốt hay có dừng lại, gặp trở ngại gì khác lúc rơi không? Trở về Phật giới là tùy theo công đức của mình. Nó rơi nhà nhiều ấy là do công đức của mình, chứ cũng không ấn định được. Nếu công đức vô lượng đi rất nhanh, còn công đức ít đi từ từ. Là đó theo cái công đức của mình. Dạ con. Ngày nay có rất nhiều người tu vật lý, nghe 10 quyển sách thiền tông, biết được công thức dặn dò về Phật giới. Các vị này tự mình có tu thiền tông ở chùa tu, có tu không truyền thiền ở chùa thì, Tân Diệu. Vậy các vị này có thể trở về Phật giới được không? Hoàn toàn không được. Thưa thầy, người tu thiền tông có cách nào gia tăng sự kết nối với 10 phương chư Phật được không? Cái chuyện đó là của ông Phật dẫn mình về, chứ còn ở đây mình không được đâu. Mà trong quy luật nhân quả luân hồi này là do trái đất này là do thần quản lý, nên nhớ một điều, không thoát ra được đâu. Muốn thoát ra được phải duy nhất phải trở về, phải có công đức nhiều và đồng thời vị thần chấp nhận cho mình về. Là gì? Ngày xưa sao vô đây nói cái gì thì bây giờ phải trở về, phải đúng thủ tục, chứ không ai muốn về đâu. Nó thành bắt buộc anh phải đi đúng theo cái quy luật nhân, vô đây gọi là nhân quả luân hồi, anh phải sống đúng trong nhân quả luân hồi. Anh có lý luận, có nói cái chuyện trên trời là cái chuyện của anh không thành cái này. Muốn biết đường trở về thì phải biết công thức rõ ràng, còn không biết đừng có lý luận. Rồi hỏi tiếp.
Kim thân Phật phân thân ra vào tam giới dễ dàng, vậy sao kim thân Phật không dẫn các tánh Phật trở về Phật giới theo con đường phân thân của Ngài? Phân thân là rồi nói phân thân thì có nghĩa là con mắt Phật nhìn xuyên qua cái tam giới, qua cái điện từ âm dương của tam giới mới nhìn tới cái địa cầu, mà tới cái người nào muốn cái gì, chứ đâu phải Phật ở trong đại đâu. Còn bây giờ mình muốn về, hồi đó mình vô bằng cái gì? Vô hải triều âm, bây giờ phải ra bằng hải triều dương, đi theo con đường của nó. Thì sao? Vì sao cái con đường nó đi ra được? Vì cái nơi đó nó không có nhân quả luân hồi, anh mới ra được. Còn anh ở trong nhân quả luân hồi, anh đừng có mong mà anh thoát ra được cái này. Em phải đi vô cái gì? Tại sao vô được? Vô bằng hải triều âm là cái đường nó không có cái luân hồi. Vô đó xong rồi cái chu kỳ của nó là cái hành tinh tứ đại nó nghiêng vô được cái trung tâm vận hành thì nó mới hút cái tánh Phật vô, rồi bắt đầu nó đi qua chỗ khác, rồi để hành tinh khác nữa. Mà bây giờ mình ở đây là vô Nam Diêm Phù Đề, phải đúng theo cái quy luật Nam Diêm Phù Đề, anh không có thoát được đâu. Vì thế mà người ta không hiểu, cứ ngồi ở đây mà tu cái gì trong này, lý luận cái gì trong này. Mình phải hiểu cái nguyên tắc này mới hiểu truyền thông được. Còn ngồi trên đây mà cãi giả lý luận thì thôi, cái chuyện đó dẹp đi, làm ở trong này không xài được. Rồi còn hỏi tiếp. Các vị thần hay cô hồn ở Việt Nam có thể nghe và hiểu được lời khấn nguyện của những người ở quốc gia khác không thưa thầy? Cái vùng nào vùng nấy chứ. Cái ta đã phân bổ rồi vô cái tam giới này, vô cái thế giới này rồi. Quốc gia anh nói tiếng Anh, anh nghe tiếng Anh, nghe tiếng Việt, cái làm sao nghe qua nghe lại được. Nhưng mà nên nhớ rằng nếu mình ở trong cái dòng tộc đa dòng họ thì được. Còn nếu mà anh ở trong đó mà anh không phải nằm ở trong cái dòng tộc đa dòng kêu bằng đa họ thì anh không thể được. Bên trái đất này đấy, mình không phải là cái người Việt Nam đã đây có nhiều khi. Bởi vì cái ngày xưa mình vô đây mà cái trái đất này nó chia đâu có bao nhiêu người. Rồi bây giờ dần dần 7.000 năm sau nó mới chia ra, nó chia ra mấy trăm quốc gia. Mà bây giờ đó thì tới năm 2562 năm là của Đức Phật đó, thì bây giờ thì trên thế giới này 190 mấy quốc gia. Cái cầu xưa nó nhỏ, mà nếu mà nó tính hồi cách nay chừng 1.000 năm có trên 300 quốc gia trên trái đất này, rồi sau đó nó mới thôn tính lại, rồi bây giờ nó nở ra. Thì cái phần này chưa có ai hỏi tôi không nói. Thì bây giờ nên nhớ rằng mình người Việt Nam sẽ phải hiểu Việt Nam. Nếu mà anh cái dòng tộc á, cái dòng tộc anh nó leo qua Campuchia, Mỹ hay cái gì đó, thì nếu ở trong dòng tộc anh thì anh nghe được. Còn nếu không có thôi, thì cứ nghe người Việt Nam mình cứ căn bản lo Việt Nam thôi. Cái tiền đề về Phật giới là công đức, không có cái gì khác hơn cái này. Anh làm sao anh tạo được? Còn nếu anh không tạo con được thì đừng có mong về mất công lắm. Còn quý vị nào đặt thêm câu hỏi cho thầy giải đáp ạ? Rồi mời anh qua đây. Mời anh. Bây giờ tôi đặt câu hỏi anh rằng, mình có biết thiền tâm tu sao không? Trả lời từ đầu, tôi sẽ nói cho nghe. Tôi thì cứ mở mấy ngày. Tôi thì có cái quyển thiền đem qua chú Trương ra tặng cho tôi cái quyển số 10. Đó, tôi mới biết đây thôi. Để xài một máy. Bây giờ tôi hỏi anh này, biết thiền tông thì mới vô đây hỏi được. Còn nếu không biết thì anh không hiểu được. Có nghĩa là
anh phải học cái nghề đó đó, tới điều luyện tốt nghiệp cái nghề đó thì mới hỏi ta, còn anh em mới học lớn luôn. Có ngày hay ngày nó đòi hỏi thì sao ai trả lời được? Không, tôi xin lỗi bác, trước khi học á, trước khi hỏi á, trước khi tôi hỏi á, thì tôi có xem mấy cái bài giám sát của bác năm 2017, 2016, những cái lời truyền tiền, tôi nghe suốt đêm luôn, tôi nghe mà thậm chí tôi nghe over luôn. Lúc ra 12 giờ đêm tôi ngủ rồi, tôi nghe 3 giờ sáng tôi ngủ, phải không? Nhưng mà tại vì tôi muốn á, nếu mà thực sự đây là một cái chân lý tốt á, tôi mang về bên kia để cho bà con mình bên đó. Tại bên đó á, những cái chùa á, nó hai cái loại chùa. Một cái chùa theo cái trường phái về chính trị, một cái nhóm chùa theo trường phái về tịnh độ. Rồi có thân nhân mà chết á, phải bỏ tiền vô đó, một năm á, phải là tùy theo chùa lớn. Chùa lớn thì năm phải tốn 2.000 đô, chùa nhỏ thì 500-800 đô. Nếu không có tiền á, không có được. Thì từ chỗ đó, tôi mới nói là từ chỗ đó đó, tôi muốn nghe cái nguồn thông tin này rất là hay. Tôi đầu tiên tôi chỉ nghe bên cái phía bên bà phân tích trên nhà chủ trương trong cái bản đồ tam giới đó. Nhưng mà tôi trong cái mà nói về ngũ hành á, mà phân tích bên ngũ hành á, là tôi không có hài lòng đó. Cái thứ hai nữa là khi mà phân tích về cõi thần, cõi A Di Đà đó và tịnh độ đó, thì tôi có trao đổi với chú Trương trước kia lên đây á, là tôi nói là cõi tịnh độ á, tôi đọc trong kinh A Di Đà đó, cõi tịnh độ là khi nào mình tâm mình tịnh thì quốc độ tịnh, thì đó là cõi tịnh độ nó hiện ra ngay chỗ đó, chứ không phải tịnh độ nằm ở đâu xa hết, nó không phải có chỗ nào hết đó. Đó là tôi đọc trong kinh A Di Đà, rồi tôi muốn tìm hiểu qua các thầy. Tôi thú thật với quý vị là tôi biết Phật giáo qua cái đường con tôi mất. Tôi có một đứa con 29 tuổi đó, tôi biết qua đường Phật giáo. Khi tôi biết qua Phật giáo rồi đó, lúc đầu tôi đau khổ lắm khi tôi mất đứa con. Khi biết đường Phật giáo rồi đó, nó thâm thúy lắm, nó hay lắm. Và tôi đi sâu vô Phật giáo á, thì tôi có mấy người bạn Tây á, họ cũng nói là hiện giờ á, họ đang nghiên cứu Phật học rất là nhiều. Họ nghiên cứu những cái bài mà Phật học của Thiền sư Thích Nhất Hạnh dịch ra bản tiếng Anh, như Đại Đức Đạt Ma đó. Thật ra người nước ngoài bây giờ, cái thế hệ trẻ bây giờ, họ không chấp nhận máy tính nữa, họ không chấp nhận cái gì mà quyển hoặc quan đường nữa, thấy không? Họ muốn tìm cái đó, tại vì ở bên đạo, những đạo khác đó, họ có, tôi gọi là có cái thần giáo đó, họ có cái giáo chủ là Đức Giáo Hoàng chẳng hạn, hay là một cái giáo chủ đó, mà những cái người đó họ được qua, rồi từ đó họ có phong. Bây giờ tôi mới mở trong kinh ra, tự nhiên vô tình tôi phát hiện ra trong cái cuốn Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa có nói ra là phân tích cho thấy là thần là gì, thần là do vua phong, thánh là gì, thánh do giáo chủ phong, phải không? Thì ví dụ như ở đình, tôi mới hình dung lại, ở Việt Nam nó có những cái đình làng á, người ta thờ cúng á, có đó thần khi chết lại có công xây dựng cái làng mạc đó, vua có phong họ thần, chứ không có một cái cõi thần nào ở trên không trung á, đại khái vậy. Thì sau khi tôi trao đổi, tôi nghiên cứu rất là nhiều cái bài của người ta giám sát ở trên hội trường trên đó, từ năm 2017, đầu năm 2018 và giữa năm 2016 đó. Thì tôi có những cái mà có thể là viện chủ chưa nghe hết được câu hỏi của người hỏi, thành ra viện chủ trả lời nó có phần đầu à, chưa có sâu vô phần sau. Rồi cái tâm lý người hỏi đó, họ chưa có đứng trước đám đông bao giờ. Nghe tôi kể, tôi đứng trước đám đông, tôi rất là khiếp sợ, tôi rất là giống như tôi rất hồi hộp á. Mà khi mà tôi ngồi trực diện, tôi nói chuyện bao giờ tôi nói chuyện cũng được hết trơn. Nhưng mà cái đó là về ức chế về tâm lý. Thành ra người ta, khi người ta muốn hỏi cho đến nơi đến chốn, người ta cũng không có bộc phát hết được cái câu hỏi của họ. Rồi viện chủ trả lời cũng chưa có hết được cái ý đó. Thành ra tôi cứ xem đi, viện chủ biết không, tôi đón có sắc mách có chứng. Tôi xem đi xem lại rất nhiều lần bài giảng, cái bài mà trầm buôn nhấn đáp á, rồi cái bài trì thiền á, tôi xem rất là nhiều. Có một cái em đó nói là, cái em đó hỏi thách đố viện chủ là có cho phép ông thầy đến đây để đối chứng không?
với Diện Vũ không á. Diện Vũ mới nhớ cái bài các em nào mà ở Tiền Giang á, đó là tiếng Việt, tôi có xem đó tôi mới biết. Thì đó là tôi muốn trả lời Diện Vũ là tôi có cập nhật những thông tin Diện Vũ, tuy tôi chưa có, tại vì chú Trương mới cho tôi có cái quyển số 10 với quyển số 11 thôi chứ chưa có nữa. Thì hồi nãy tôi mới nói chú Trương là cho tôi mua từ quyển 1 tới quyển 11 đó, để tôi mang về tôi dùng tư liệu để tôi kiểm chứng. Rồi nếu mà hay thì tôi đem giống như tôi làm một cái bàn tay dài để nói dài qua bên Bắc Mỹ đó, thì muốn cho cái gì nó hay mình phải phổ biến cho bà con mình, cho tại vì bây giờ mình cái shop đầu tiên tôi đến đây á, hồi sáng á, Diệt Chủ đó, cái đạo của Diệt Chủ dạy người ta là không có mê tín gì đâu đúng không, nhưng mà cái shop đầu tiên tôi vô tôi thấy tôi lên trên mấy cái tượng ở trên đó, tôi thấy có mấy người ngồi tụng kinh lại trên đó, cái tự nhiên tôi nói ủa giống như cái chùa mình vô gặp vậy. Rồi cái tôi đi xuống ra làm sao ngay chỗ đường vô toilet quét luôn đó, tôi thấy có cái bàn thờ có tụng kinh trong đó nữa, cái tôi mới ngạc nhiên ủa sao cái bài này có về Phật giới chưa, nếu chưa về Phật giới để tụng kinh tôi về chứ chắc. Tôi đặt cái câu hỏi này ha, đó là cái mà tôi cúng tụng kinh là tôi mới nhìn bức tượng Phật nằm ngay chỗ này, có để là cúng dường tam bảo gì để phục hồi gì đó, thì té ra nó cũng có cái phục, cũng có cái thuật công đức giống như những cái chùa khác đó. Cái mà tôi gặp được, tôi thấy được từ sáng giờ, thành ra tôi mới có những cái lời mà tôi phủ định lại những chỗ nói những cái cảnh trên trời mà Diện Vũ chưa hề thấy, mà Diện Vũ chỉ nói qua một cái tập nào đó, nhưng mà cái tập nào đó Diện Vũ chưa biết cái gốc nó nằm từ đâu, thấy không? Thành thử ra bây giờ nói cách mơ hồ là bây giờ tôi nói quý vị nè, ở trên trời có ông trời quý vị tin không? Tôi đâu thấy ông trời đâu, dám nói quý vị có ông trời trên đó, thấy không? Mà đạo khoa học, mà phải khoa học thì được, cái gì mình không thấy mình không tin, đúng không quý vị? Đó thì tôi có những ý kiến đó mình xin hết. Bây giờ anh muốn vô cái chùa này, trước nhất anh phải hiểu cái tiểu sử cái chùa này. Tôi nói anh nghe, anh nói cái đó là cũng đúng chứ nghe không? Con có đọc tiểu sử không? Cái chùa, tiểu sử hồi nào? Giờ con kể đâu, con kể cho nghe. Không, bây giờ tôi con đọc hết rồi. Cái tiểu sử chùa này cất hồi nào? Cất 1958. Rồi, không phải, anh không hiểu, anh không hiểu. Thì cô đọc cái tấm tiểu sử trên mạng, cô có thầy cuốn trên đó. Tôi nói là cái quyền ký này là 1958 tôi mới tiếp quản cái chùa này, mà tiếp quản 2 năm tôi phải giao lại cho, gọi là giao lại cho cách mạng, quản cho lý cho đến khi mà giải phóng rồi mới trả lại tôi. Mà trả lại tôi muốn xây dựng cái chùa này lại phải là giáo hội đã đứng ra quản lý tôi mới xây được. Mà bây giờ cái chùa này anh phải căn cứ vào ngày 14 tây tháng 5 2017, cái chùa này nó mới trả lại nguyên hồn của nó. Bây giờ giáo hội quản lý thì đương nhiên ta làm gì, chuyện ta làm 8 ông trụ trì ở trong chùa này đâu có làm gì đâu. Mà tôi lấy lại chính thức là ngày 14 tây tháng 5 2017 khi công bố quyền ký ra tôi mới được lấy. Vì tôi công bố và nghĩ là giáo hội không được, nên nhớ rằng thì những anh nhìn thấy những cái này cái kia đó là cái chuyện của quá khứ, mà mục đích cái chùa này là muốn phổ biến thiền tông. Cái câu mà giữa chánh điện thiền tông tu theo pháp môn thiền tông cố để thành Phật để hồi năm nào từ 1958, nhưng mà giáo hội đòi gỡ cái này tôi không cho. Tôi nói tôi tu theo kinh, ông Phật nói là ta Phật đã thành, các ông Phật sẽ thành, tu sẽ tu cho cái này. Là gì? Mà bây giờ tất cả những chuyện gì mà nói ra thì phải sau 2017 thì mới chính thức của thiền tông nói ra. Tại sao bây giờ, tại sao hôm mấy tháng trước thì có cái chuyện là trưởng quán thiền tông, là tôi muốn nói đúng cái này chứ ngày xưa không được. Anh quản lý người ta muốn làm gì ta làm, ta muốn mấy cái thùng đúng cúng đúng làm gì chuyện của ta. Bây giờ bắt đầu chùa này không còn cúng nữa, mày phải hiểu cái chỗ này. Mà tôi hỏi anh nè, bây giờ anh Nhất Hạnh, ông thầy Nhất Hạnh tu cái gì anh có hiểu không? Ông Thích Thiện Hoa tu cái gì anh hiểu không?
ông thích gì lực, ông thích thanh từ tu, anh phải hiểu mấy cái người này mới hiểu cái chùa này. Chứ còn bây giờ thiền tông tại làm sao là nói nếu mà chùa này nó bình thường không ai cắt đâu, tại làm sao cái chùa này gọi là dám công bố quyền ký. Quyền ký là cái gì? Có ai biết quyền ký là cái gì không? Chỉ công bố người ta mới hiểu. Mà muốn công bố này là sách tôi phải viết ra 10 năm, 12 năm trời. Tôi viết ra từ từ đến khi nào có quyền ký công bố ra tôi mới bắt đầu tôi công bố. Thì tôi mới là bây giờ gọi là chuẩn hóa đạo Phật lại là cái chỗ này. Tại sao chuẩn hóa này bây giờ giáo hội trung ương gọi là cấm đốt vàng mã? Có nghĩa là ngày xưa giáo hội trung ương vẫn cho đốt vàng mã, bây giờ mới cấm đây hồi Tết tới giờ thôi. Anh thấy không? Thì đặt giáo hội trung ương rồi cũng đã là chuẩn là từ cái lúc Tết này thôi. Hồi xưa bởi vì anh hiểu thiền tông, anh phải hiểu nguyên tắc. Bởi vì tại đây đây tất cả những gì anh nói là trả lời không đúng là vì cái tầm anh chưa có hiểu cao. Những vị mà hỏi đây hoàn toàn đọc hết 10 quyển sách ta mới hỏi được. Bởi vì trong cái này ta nói là tất cả những người hỏi đây phải đọc luôn 10 quyển sách mới trả lời. Còn tất cả muốn tranh luận tôi tổ chức tranh luận riêng, tôi không từ nam bất cứ ai. Còn xin lỗi bác, con không quay vô đây tranh luận với bác hay là con phủ định bác, mà con vô đây con muốn tìm ra cái lẽ thật. Là đạo Phật là đạo nhân thật mà, đúng không bà con? Mình phải tìm cái lẽ thật chứ không phải tranh luận. Con hoàn toàn nếu mà tranh luận á, con không có bỏ công sức vô đây xuống đây để mà ngồi đây để mà tranh luận, con không có được cái gì hết. Con không hoàn toàn có cái đó. Còn chỉ ý con muốn biết là con thông, con về con mới giới thiệu người ta được chứ. Con chưa thông mà sao con giới thiệu người ta? Để tôi hỏi anh nè, anh tu theo đạo Phật để làm gì? Mục đích anh tu đạo Phật để làm gì? Tu theo đạo Phật đầu tiên hết á, tôi chọn theo đạo Phật là để tôi giải tỏa cái phiền não trong tôi. Phiền não của anh dẹp được không? Hả? Được. Bởi vậy anh mới chết là chết cái chỗ này. Bây giờ không, tôi nói từ câu anh nói từ câu. Có nghĩa là con người của anh á, đụng là đau, đánh là đau. Anh cấm cái đau được không? Không. Không được thì làm sao phiền não chạy được? Xin lỗi bác á, phiền não nó là gì nè? Mình phải thấy cái tánh tự của các vũ trụ. Ví dụ như là trời, xanh, non, nước, biển, thực vật, động vật, cái tánh thanh tịnh của nó là vậy. Chứ mình đừng có cấp nó. Ví dụ như hồi nãy tôi nói đó, bây giờ cái này là quý vị kêu cái chai nước phải không? Bây giờ tôi thích kêu cái lon nước được không? Hay là cái thau nước được không? Nó đâu biết nó là cái thau, hay nó đâu biết nó là cái ly. Mình tại mình gọi nó thôi. Phiền não nó từ đây ra nè. Đó, từ đây ra nè. Đó, xin lỗi bác, đó phiền não đó. Con nhận thức được phiền não chỗ đó. Mà con mặc tình đó, nó mặc cái gì kệ nó. Đó là vậy thôi. Bây giờ đó tôi không trả lời mà hỏi với anh em nè. Nói anh đó, anh hỏi có đúng không? Thế giới anh không hiểu thế giới vật lý là cái gì. Bất cái gì đúng với cái gì sai. Đó, người cá hỏi câu hỏi đi. Bởi vì người ta có cái tầm hiểu biết cao hơn. Vật lý là gì? Còn anh đó, tôi nói thiệt anh đó, anh xin lỗi bác, giờ bác tới vật lý, ok. Bây giờ định nghĩa vật lý trước đi hả? Đúng rồi, tiền, định nghĩa tiền. Mình dùng trực chỉ đề cương, mình định nghĩa đi, định nghĩa trước đi, con nghe đi. Con mới chấp nhận được chứ, đúng không? Bắt con nói mà. Biết. Bây giờ con nói nè, bây giờ định nghĩa cho con vật lý là gì, ok, để con có tin vật lý, con nói vật lý chứ. Bây giờ tôi hỏi anh nè. Vật là gì, lý là gì bác? Nếu mà con giải thích ngôn ngữ, còn bác không giải thích ngôn ngữ á, thì bác phải giải thích cho con thông được cái vật lý, cái từ bác nói, vật lý. Dạ, cái là chắc. Chúng ta nói tri thức, nhưng mà mang cái tri thức còn chúng ta không. Bây giờ tôi nói nè. Không được. Dạ. Thì anh là vật chất, lý là nó xảy ra đó. Những cái chuyện gì nó xảy ra nó là của vật lý. Hai cái cục đá chọi nhau nó nhán lửa, cái đó là gì? Nó phát từ vật lý. Hai mảnh đá chạm nhau nó mới ra cái tiên lửa gọi là vật lý. Vật lý là chỗ bác. Không, để lên đây hết cho. Đây là cái... Bác cho con bác nói thoại mà. Vật, bác giải thích đúng, vật chất. Lý là gì? Lý tánh của cái vật chất đó. Bây giờ nó có tánh phải không? Cái bồn đá có tánh phải không? Con nói là cái vũ trụ quen á, cái trong cái vũ trụ này nè, con cũng nói rằng là cái lý của nó. Đừng có nói chuyện mênh mông, nói trước mặt mình đi nè. Thì con nghĩ trước mặt quen. Con nghĩ cái này con nghĩ sai, nhờ con nghĩ như vậy. Không, không phải. Anh nói phải nói trước mặt chứ đừng có nói chuyện vũ trụ. Bây giờ cái cây anh trồng xuống.
thì là cái nguyên nhân đầu tiên nó sẽ sanh ra, đó là vật lý của nó. Vật chất là gọi là vật chất của con đọc trong cái kinh Đại Bán Niết Bàn á, vật chất á, nó là cái cõi vật chất á, là cái cõi sắc, đúng không? Là trời, đất, khoáng sản, những cái khoáng sản, đúng không? Là trong đó có phi vật thể nữa. Bác thầy bác, phi vật thể là gì? Con hỏi bác á. Không thấy hình thể. Bây giờ tôi nói nghe nè, cái này á anh chưa có hiểu đi sâu vào cái thiền tông này, tính chỉ phần chân thật. Còn anh nói cái chuyện là chuyện bát nhã, cái thứ hai của đạo Phật là bát nhã, anh gọi là lý luận. Còn thích nó bát đó, còn thích bát cái chỗ là bát cho con nó gọi thoải mái, con thích cái chỗ đó. Nhưng mà anh nói thoại anh phải rừng thực tế, đừng có chỉ trên trời với đất. Cái trước mặt đây là trước mặt, chiều nào xong rồi mới đi xa. Rồi, bác giờ chưa thông với cái trung vật lý của bác, trong biết tình lý. Thì bây giờ nè, bây giờ tôi nói á, bây giờ tôi hỏi anh với bây giờ ta nói là điện vật lý, thì phải nó xoay chiều nó phát ra điện không? Đó là điện vật lý, không phải hiểu. Còn bây giờ, thí dụ nguyên tắc nam nữ chạm nhau sanh con là gì? Đó là vật lý. Vì lực lý âm dương đó, nhà Phật gọi là nhân quả. Cái là cái mà đừng có hỏi chuyện trên trời dưới đất. Mấy cái ông thầy tôi nói thiệt, anh đang nói bắt nhã không? Listen. Bây giờ mình sẽ nói bằng cách bình thường ha. Cái thấy bà con nghe mình không cần nghe đâu á, mình nói bình thường. Bây giờ ok, bây giờ con với bác, bây giờ con hỏi vật lý, bác giải thích vật lý như vậy đúng không? Giờ là điện từ âm dương đấy, bác nói đó, thấy không? Rồi giờ bây giờ cái gì mà hiện tại bác đang dạy thiền này nó nằm vào trong dòng vật lý này, cái gì nó đi qua vật lý này, thấy không? Là bác giải thích là khi con người chết, thấy không? Con đọc được trên mạng thôi, chứ con biết chưa chính xác hay không nha. Có, nếu mà tôi nói không có thiếu đó, bà con bổ sung vô nha. Thì khi con người chết rồi, cái thân trung lắm nó bóp ra đúng không? Rồi nó đi theo cái nghiệp của nó, nghiệp quả của nó, phải không bác? Phải không? Đặt cái giải thích trung ấm thanh thầy đó, rồi. Theo con thì không có trung ấm thanh, trung ấm thanh nó giống như cái phi vật thể nãy con nói bác. Đó là phi vật thể trong cái tứ đại, nó phải tướng thanh, phải tứ đại mà thất đại rồi, thấy không? Thì ra con mới đọc ra trong một cái bài của thầy Hòa Thượng Thích Từ Thông á, họ có cái bài rất là hay mà con tâm đắc, và con khi con thiền định con thấy nó có lý. Là thấy có lý cái chỗ là gì? Có lý là cái thân này khi mình mất đi rồi đó, nó không có mất đi, giống như trong mình lý luận theo cái màu vậy đó, thấy không? Còn cách nó không mất đi mà con nó biến từ dạng này sang dạng khác, đó là lý luận theo khoa học theo kiếp, đúng không? Còn cách nó không mất đi, nó biến từ dạng này sang dạng khác, thì cái con nói vừa hồi nãy với bác đó, tại sao con không chấp nhận cái thân trung ấm? Bởi vì con nghĩ là khi mà thất đại nó lã đi rồi đó, đại nào nó tả về cái đại đó rồi. Cái đại nào tốt nó về cái đại tốt, nó hoài cái đại tốt, khi nó đủ duyên nó hình thành, khi nó hết duyên nó tan rã ra. Đó là thần thuyết của Phật giáo con nghiên cứu trong Phật học, trong những kinh tạng á thì con thấy như vậy. Thì theo con thấy như vậy, con có cái gì cũng hay thì bác có thể điều chỉnh lại đó, nó vậy đó con với bác là người rất thoải mái. Cái này anh nói thì đúng theo kinh điển, kinh điển vật lý. Còn thiền tông nó phân tích, không phải là phân, mà nó phân tích từ vật lý đi ra. Bây giờ anh nói á, bây giờ tôi nói á, nếu mà anh hiểu cái này, cái con người anh á, tổng thể có mấy thứ đâu đó? Nhiều thứ lắm. Không có nói nhiều, phải kể từ 1, 2, 3, 4 trong cái dụng nhiều thứ. Nếu hiểu được cái này mới hiểu thiền tông. Còn nếu mà anh nói nhiều thứ thì giống như mấy ông hòa thượng thôi, mấy ông tiến sĩ thôi. Bây giờ nói cái thân này á, nó có ốc, có cua, có trong rầy, nó có rau muống trong rầy, nó có đủ thứ trong rầy. Đất nước đó nữa, tôi biết còn biết, tôi muốn nói vậy đó. Mình tìm sâu xa của nó, chứ còn tứ đại mình hiểu quá rồi. Nhưng mà máu thịt đó, nó là đất nước rồi. Ý muốn nói vấn đề này, nếu mình muốn nói cái thân mình á, là cái gì thành cái thân mình á, nó nhiều thứ thành lắm. Mình không muốn nói cái đó, còn nói là đã nói tất đại rồi. Đất nước gió lửa, cái đó tôi hiểu rồi mà, tôi đã nói từ bắt đầu rồi, tôi đâu có lặp lại làm chi. Ý tôi nói là muốn nói cái thân này sâu xa nữa, nó hình thành đủ thứ hết trơn, thấy không? Trong bao nhiêu thứ đó thì con nói với bác như vậy. Bây giờ cái đó là cái gì vậy? Nói từ món, thí dụ tứ đại cho một đi. Bây giờ tứ đại nó có nè. Không, tứ đại là một đi. Rồi còn cái gì nữa? Anh nói là cái gì?
nó còn cái nữa là ý thức. Cái ý thức là cái gì? Ý thức là cái gì? À, cái ý thức cái gì? Từ cái đó ý thức là cái gì mà người ta không biết. Bậy bạ, thiền tông nó nói chuyện nhỏ. Nói chuyện nhỏ là thiền là cái gì? Cái biết biết không? Đó là phi vật thể đó. Tao bậy, tao bậy. Cái là anh chưa có hiểu về thiền tông. Thôi nó mai mốt kỳ sau đi về tới đây rồi đọc sách hết rồi về đây mới hỏi. Bởi vì đây là tao nói là tất cả trả lời cho những người đã thiền tông mà đã bế tắc, người ta sẽ trả lời cho. Còn bây giờ nói thiệt anh á, tôi nói thiệt, tại làm sao nãy tôi dám nói là Đức Phật nhập niết bàn tới bây giờ 2561 năm hoàn toàn tu mù hết. Tôi dám nói, giáo hội hỏi tôi, giáo hội trong mưa hỏi tôi đàng hoàng, tôi nói thì mời vô đây. Tôi nói là mấy thầy tu mù, mà hiện giờ ai có lên trên mạng cái trang mà của Phật giáo Trung ương đó, mới đăng 2-3 bữa này có một vị nào đọc lành nói là đạo Phật mê tín hoàn toàn hết. Bây giờ trên cái bãi mà mê tín chính tín đọc trên giáo hội Trung ương, đăng trên giáo hội Trung ương, mà tại làm sao mấy ngàn năm nay ông không cấm đốt giấy tiền vàng mã mà mới cấm một đợt nữa, là nó có cái nguyên lý của nó mà mình lại không nói được. Mình phải hiểu bây giờ cái thiền tông này nó ra đời, nó chỉ từ ti ly. Mà anh muốn phản bác cái này, anh phản bác bằng khoa học chứ không phải phản bác bằng cái anh đi học. Nói xin lỗi tất cả những tu tập tôi đã nói trước là trước 2561 năm người ta tu mù, người viết sách ra mù luôn, tôi dám nói câu đó. Còn anh đem những cái chuyện mà ông Từ Thông và ông Nhất Hạnh ra đây có nghĩa lý gì đâu? Có nghĩa là ông không hiểu chính cái danh từ thiền sư, ông không biết thiền sư là cái gì. Ông xem là thiền sư mà qua làng Mai ông ở bên Pháp cái gì, ai với đạo Phật, vậy thiền sư cái gì? Thiền sư cái gì ra Huế cầu siêu ngoài, cầu siêu gì làm gì? Ông Đức Hạnh, tôi nói thật cái đó à. Tụi con bên bên nước ngoài cũng đồng ý cái đó, mà cái quý thầy giải thích gì vậy nè? Phật giáo mình đó, cái dòng chảy Phật giáo đó, nó đi từ Ấn Độ sang Trung Quốc. Khi có Phật giáo ngoài Việt Nam á, mình thờ là đạo thần nhiều, hiểu không? Thành ra Phật giáo muốn tồn tại đó là phải có có thời kỳ ở bên Trung Hoa đó, là giáo phải hòa hợp như hai tôn giáo khác là đạo Lão và đạo Hồng, thấy không? Liên quan Việt Nam cũng vậy, thấy không? Tại sao Phật giáo nó bị mê tín từ cái gì, từ những cái đạo thần đạo thánh mà xảy ra trong cái đạo Phật giáo, từ đó mà ra, chứ không phải tự nhiên, không phải tự nhiên, không phải tự nhiên. Rồi bây giờ á, cái sống cái tồn tại của các giáo hội có các chùa ở đây làm cái gì? Đọc sách đi, đúng không? Thầy vừa chỉnh lại thì thôi tôi đi đọc sách hết rồi, mất thời gian. Thầy vừa chỉnh lại, mất thời gian. Chấm dứt đối thoại rồi, chấm dứt đối thoại này cũng đã quyền chấm dứt. Ok, em giải thích cuộc vấn đề nghe này, tức là thầy vừa chỉnh lại, tức là anh đọc 10 cuốn sách, anh hiểu về thiền tông xong. Rồi anh hỏi thầy sẽ trả lời. Tôi muốn là, xin lỗi, tôi muốn là bà nãy tôi có dặn em Trương rồi, mua cho tôi 10, 11 cuốn, thấy không? Để tôi về tôi mang cái này qua để cho bạn bè, để tôi họ tìm hiểu thêm. Tại vì tôi chỉ nói như vậy. Bây giờ anh nói là vòng vo đấy, anh đang nói vòng vo càng lâu. Không có vòng vo. Hồi nãy là thầy mời tôi qua đây để đối thoại. Khi mà giờ giúp đối thoại tôi sẽ đi trước đây ra ngoài. Chứ tôi không có vòng vo, ok? Cái đây là người quyết định mời tôi qua đây. Em mà nói tôi dòng do là em nói tôi sen tôi dòng do luôn tôi chịu. Người ta mời tôi qua mà, nghe không? Ok. Bây giờ bây giờ vậy này thì nó đúng ra đó, mời qua đây nói tôi biết cái trình độ hay là về trình độ anh chắc trình trọng chắc không có hiểu thiệt đâu. Không, không hiểu, không hiểu, không hiểu thiệt đâu. Thì vậy là đọc 10 quyển sách không biết hỏi đáp đó, không sao, cái này mình không đăng, không có nói gì. Nhưng mà bây giờ thì thôi, bây giờ để cho anh em ta hỏi về thiền tông. Trời nha. Còn mà nếu mà bởi vì khi mà muốn hỏi về thiền tông mình phải hiểu cái nguyên tắc, giống như em mà đi học kỹ sư rồi đó, tốt nghiệp kỹ sư thì ai hỏi mới trả lời được. Chứ còn học chưa mới hỏi thì nãy bác nói luôn vấn đề đó, không mới hỏi bác đó. Ừ, vậy thôi bây giờ về thôi, giờ tôi chấm dứt cái này. Ok, rồi. Vui vẻ. Con nói tin với bác là con không hề phản bác bác hay là phủ định bác. Con chỉ muốn chắc bác muốn tìm ra cái đẹp những thứ của nó. Nhưng mà con là xác định quan trọng của bác. Con hề muốn.
thì con cũng xin ý kiến này chú nhiều. Thì thôi vị chủ với lại mọi người nói ở đây là hỏi về đọc 10 quyển ha, mình đọc đi xong mình thắc mắc. Chứ bây giờ vật lý thì mình biết nó vậy, mình đâu quy định. Ví dụ như đây là nam, ở đây là nữ, đúng không? Ví dụ như đây cái chai mình kêu cái lọ cũng được, nhưng mà tao quy định đây nam đây nữ. Nhưng mà giờ mình muốn kêu ngược lại được không, đây nữ đây nam thì nó kỳ lắm ha. Thì bây giờ với quan điểm của vật lý nó là phải như vậy mới tuân thủ, còn bị đi ngược cái vật lý thì người ta nói mình nó đi ngược người đó, nó kỳ lắm ha. Dạ vậy cảm ơn, tiếp tục chưa hết, tiếp tục. Con là tôn theo pháp môn Thiền Tông mà con muốn đọc kinh để được thanh tịnh thì như vậy là đúng hay là sai? Tôn Thiền Tông mà muốn bây giờ trong Thiền Tông nó cũng giải phóng kinh tụng đàng hoàng để chi, để cho những người sơ cơ người ta tụng, người ta đi vào sâu cái Thiền Tông này. Bởi vì Thiền Tông nó vẫn có tất cả chứ không phải là nó chỉ có một hốt đâu. Anh muốn tụng kinh nó vẫn có tụng, mà muốn cái bằng cúng của hồn nó vẫn có kinh cúng trên cúng, nhưng mà nó cúng khác. Đúng rồi. Rồi kể cả tiễn về Phật giới cũng có đường tiễn cho anh đi, chứ không phải cái này là để cho thỏa mãn cái lòng con người tu Thiền Tông mà còn kêu mà còn chấp á. Chứ nếu mà tu mà đạt đến đỉnh cao rồi không phải chấp thì tự mình đi, giống như mình đi đâu á mình tự mình đi được thì mình tự đi chứ đâu có nhà ai dẫn. Còn nếu mình đi cũng đi được nhưng mà chưa biết rõ thì có người dẫn mình đi. Đó thì tao sở dĩ có cái chuyện kinh tụng vẫn có chứ hay không? Ở đây là người ta chùa đã ấn tống ra những cái kinh tụng rồi những kinh điển Phật gia người ta tặng hết chứ không có lấy tiền. Đó cái gì nó phải có hết chứ không phải là ngồi tu thiền tâm được cái trơ trẽn là coi vậy, không phải. Nó phải có phát quả để cho cái người sơ cơ người ta làm. Chứ bây giờ mới vô thiền tâm không cho tụng thì nó buồn lắm, thì không cho tụng, tụng cả rồi bỏ. Đó, là tiếng người cao thì họ không tụng. Rồi không phải chứ. Câu tiếp theo là quý thầy nói là Đức Phật Thích Ca là tu ba A Tăng kỳ kiếp, sao vị chủ lại nói là tu 8 tỷ năm, vậy là thầy sai hay là vị chủ sai? Tu trong kinh đó là tu ba A Tăng kỳ kiếp. Còn ông Thích Ca ông nói cái câu từ 8 tỷ năm là sai. Có phải 8 tỷ năm hồi nào? Ông ở trong cái đất này thì vô ông ra là gần 8 tỷ năm. Có nghĩa ông lùi luôn hồi gần 8 tỷ năm. Mà ông tu có ngày nào đâu, ông tu đâu nhiều có mấy tháng nên thì phải trời đủ sức ủng hộ đạo đến độ. Nhưng mà xuống quy lực một vị Phật mà muốn giáo hóa thì phải đi tuần tự 6 pháp môn. Chứ đâu phải ông tu. Nếu mà tính ra có Thích Ca có tu ngày nào đâu, ông lên cỡ nghe ông Nguyên Đăng giải cái gì đó đổ ngộ đạo là xong. Chứ đâu có tu giống như mình ở đây nè. Ví dụ nghe chùa Thiền Tông từ nào từ tu đã là vô Thiền Tông cứ giải có 3 ngày hết đầu bị đọc hết 3 ngày sẽ ngộ đạo. Đâu phải như cái trước mà tu đâu, cái trước gọi là mình không biết mình đi tìm. Mà ông Phật Thích Ca ngày xưa cũng biết ông tu đã rồi ông đi ông cũng niệm Phật đã lên đây là ở không được thì xuống. Rồi ông cũng tu làm thần làm thánh là la hán, có nghĩa tất cả tu đủ hết cái gì xuống địa ngục ông còn xuống mà do thực dân ông còn làm mà chứ làm sao mà không ấy. Mình phải hiểu cái này thì mới hiểu đạo Thích Ca. Nếu nói là cái thời gian tu rất ngắn không có nghĩa là ông Nguyên Đăng không biết dạy có mấy tháng trên đời xong rồi ngộ đạo thôi, tôi ở đây ở đi hết tuổi thọ xuống chừng nào vô tiệm phạm làm vua cái nước ta thì lại về xuống đi là con ổng. Chứ có tu gì ông ra gốc cây ông ngồi rồi ông ngồi để chi, ông ngồi để mà cho cái lời người biết rằng tuần tự nó như thế sao cũng biết bỏ hết đi. Mà tu thì tâm có thiền tâm có cái tu ngày nào đâu. Ông ba ra chiếc rồi có tu, ông ngồi ông nghe ông nhìn thấy ông này cầm cành sen ông ngộ đạo rồi, ngộ đạo là xong hết. Thì ông Phật Thích Ca mới nhờ ông này mới chuyển đi. Mà bây giờ này Thiền Tông Tân Diệu sở dĩ mà mấy
10 năm nay làm những cái chuyện này không thể công bố quyền lý được, mà phải đợi đứng đợi duyên đàng hoàng mới công bố ra, mà công bố phải giấy phép chứ không phải công bố nói càng càng nó lợi bắt nó nốt luôn á. Nó xin phép đàng hoàng nhà nước cho phép mình mới công bố. Nó thật là, nếu nó chừa thì nó mà không tu. Nhưng mà sở dĩ nó tu là gì? Phải cái quá trình của nó xây cái chùa này mười mấy năm, viết sách ra để cho người ta biết. Đến khi cùng cột là không có tu mà bây giờ hiểu rồi, thôi xong rồi cứ lo tạo công đức về. Còn mình không lo cái chuyện này, cứ rồi hỏi chuyện trên trời với đó thì tao đâu có nhập gì đâu. À, thì cái câu hỏi này thì chưa nắm vững với vấn đề mà ông Thích Ca tu. Ông Thích Ca không nào, luân hồi 8 tỷ năm không có tu, tu có mấy giờ đâu, trên bởi là đủ sức thôi. Xuống đây cũng làm bộ ngồi ngồi giảng đạo đã đời 49 năm rồi về. Ông dẹp hết mà đâu có vụ tu. Rồi con hỏi xin thầy giải thích kỹ với con về câu là 49 năm ta chưa nói một lời nào. Thì khi mà nói về thiền tông thì ổng mới nói câu này. Bởi vì nếu mà nói mà cái bằng bây giờ sở dĩ chùa thiền tông Tân Diệu nói ra cái lịch trình trở về Phật giới là phải nói để cho người ta hiểu. Chứ sự thật á có nghĩa là mình hiểu được rồi thôi, không có dẹp hết, không có gì hết. Hồi đó mình không hiểu cái tánh Phật như thế nào, rồi cái tưởng tượng đủ thứ, ông giảng dày bà giảng khác. Bây giờ tánh Phật nó vậy rồi, ta nói cho mình biết rồi, thì do tạo đức, thì đâu có nói gì nữa. Mà bây giờ ông nói là 49 năm không có nói, mà bây giờ nói ra là nó bị dính vật lý, dính theo nhân quả, vật lý là dính theo nhân quả, không được. Bởi vì thành ra tôi nói là khi mà tu theo đạo Phật, tu thiền tông mà chỉ kéo cái giò lại ngồi thiền là anh đã bị nhân quả rồi. Anh muốn cái gì? Kéo cái giò này lại để muốn cái gì? Muốn làm thành, làm thánh, làm Phật là như vậy. Trong thế đất này không có Phật nào làm nổi nữa, chỉ có con người thôi. Muốn làm Phật anh về Phật giới à? Chứ bên đây không có Phật nào ngồi đây. Mà tại người ta hiểu sai cái chỗ này. Thành ra bây giờ thiền tông có bắt đầu chuyển lại, chuyển cho đúng Như Lai dạy. Đạo Như Lai là giác ngộ, giải thoát. Giác ngộ là hiểu biết từ con người, vạn vật, trái đất, tam giới, Phật giới, chủ trụ mới là gọi là giác ngộ. Còn giải thoát là phải biết cái con đường đi ra, không ngồi lý luận trong này được. Anh phải biết đường ngồi đó lý luận chừng nào chạy ra khỏi. Có nghĩa là càng lý luận anh cần dính trong này. Thành ra nó bảo ta không muốn nói nó cái chỗ này. Thì cái điển hình là ông Trần Văn Tâm, ông cắt cái chùa Đồng đây ra, ông nói với ông Quang Nhật Trường cái sao. Là cái ý của này nè, nó không nói được. Nhưng mà sở dĩ bây giờ có kinh sách để cho nó nuôi dưỡng cái đạo Phật, để đến khi nào công bố quyền lý ra thì các kinh sách có nghĩa là dẹp hết, nói cho biết. Thì là giống như bây giờ đó, giờ mà cúng đã đợi giờ giáo hội không cho cúng nữa rồi đó. Rồi mai mốt này tôi nói đấy, tới cái giai đoạn thứ hai nữa tôi không nói. Nào, hỏi tiếp đi. Dạ. Thưa thầy, cho con hỏi là tánh người có 16 thứ, vậy cái tánh người 16 thứ này là cái thứ nào là nguy hiểm nhất và phải lưu ý nhất? Tưởng tham sợ ba cái này. Tưởng cho luôn, thấy cái bình trình là cũng vô lại, cái miễu nào vô lại, không biết cái gì. Mình tưởng cái người đó cho phước mình mới vô lại. Mà con người tham là gì? Vô đó để xin cái gì mới là tham. Yeah. Còn sợ là gì? Nghe em mù cũng sợ. Theo ổng rồi mà không theo á, ổng đài xuống địa ngục sợ. Tưởng tham sợ ba cái này, rồi đã thành ra kiến chấp đi sâu cùng. Tưởng đâu mình nói đúng, mình tu, mình làm đúng, ai về nói đã đời rồi ta phân tích mình không hiểu. Nhưng mà nó cài cái kiến chấp nó không xóa được cái này. Bởi vì hiện giờ nói xin lỗi, trái đất này gần 8 tỷ người. Nó chấp cũng còn gần hết 8 tỷ luôn. Chỉ có mấy người không chấp thôi, còn bao nhiêu quan toàn chấp. Càng làm lớn càng chấp, càng làm thầy bự càng chấp, càng học cao càng chấp. Đó, cái này nó không xóa được.
mà cái chuyện của cái đất mà mình xài là không hiểu cái đồ Phật, không hiểu cái tiền tông này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo là thầy cho con hỏi là công đức khác phước đức như thế nào? Anh hỏi là phải cho rõ công đức là mình giúp người ta hiểu cái công thức trở về Phật giới là có công đức, còn mình giúp người ta an vui là phước đức dương, còn mà giúp người ta giàu sang phước đức âm hoặc làm thần đó. Còn ác đức đó mình đè ta xuống đó, rồi đè cổ ta xuống đó là mình ác đức. Phải hiểu cái ba cái nguyên tắc này, đạo Phật giải thích rất rõ ràng cái phần này. Muốn tu cho đạo Phật phải tu hiểu cái này, ba cái vế này phải cho thông, còn nếu không thông không tu khó mà tu cho đạo Phật được lắm. Hỏi gì? Còn quý vị nào đặt câu hỏi tiếp không? Dạ thưa thầy, cho con hỏi là như quý vị mà tu bên nguyên thủy cái quả vị cao nhất là A La Hán, nhưng mà các vị này chỉ nắm về cái phần lý thuyết dạy cho người khác mà bản thân không có chứng được cái quả vị A La Hán, thì cái vị thầy mà đứng dạy người khác có cái lỗi gì không thưa thầy? Nếu chứng A La Hán là ở dòng trong cái nước bạn tịch tỉnh không có dạy ra vậy, nhưng mà còn sống á, còn sống thì còn có chỉ người ta cái cách tu vậy, cái tu dẹp vọng tưởng này còn sống mới được. Nhưng mà đã cái thành A La Hán rồi hoàn toàn không làm gì được hết, bởi đi vào trong, bởi vì khi mà cung ấm tắc của mình nó mang một cái nghiệp thanh tịnh rồi, chắc chắn vị thần mà mình vô trong núi nhét ở đâu đó rồi là dạy ai trong đó. Hơn lắm ông Phật sau ra đời thì móc móc ông La Hán này ra, còn không có 10 ông Phật ra đời ông La Hán cũng nằm trong hang núi đó. Đó nguyên tắc này, bởi vì thế giới này anh không có chút ít được, anh trọng lần nhân quả rồi phải hiểu cái nguyên tắc của nó. Rồi hỏi thầy cho con hỏi là khi một người mà mãn phần sống mà trong cái khối nghiệp của họ có công đức phước đức ác đức ba thứ này đều bằng nhau thì cái người này phải làm gì? Thì trong sách thì nói rồi, sử dụng nhất từ thiền ra này, sử dụng nhất từ thiền chạy. Mà cái nếu mà cái con người có phước đức và công đức thì cái ác đức nó không có. Là vì quy tắc á, khi mình có ác đức và phước đức á thì anh mới rời được cái đất này. Còn anh phước đức âm thì nó kéo ở trong cái đất này, vì thần quản lý kéo trong cái đất này. Còn phước đức dương thì vị thần mới đẩy đi ra. Có coi trong tôn thân là ở cái cõi nào, 33 cõi trời, 37 cõi gì đó, 45, 37 cõi gì đó, trúng chỗ nào thì vị thần quản lý ném mình vào chỗ đó. Còn nếu mà đi ra ngoài được thì nó chỉ còn phước đức dương và công đức thôi. Giữa cái công đức dương, công đức dương và phước đức nó ngang nhau thì nó dành to, thì sử dụng nhất từ thiền đi ra. Còn không có sử dụng thì không có đó, thì phải làm sao trở lại tiếp tục tạo công đức tiếp thì mới ra được. Còn nếu mà không có, mà nên nhớ là mất thân rồi trở lại công đức tạo khó lắm, tại vì cái quy luật nhân quả đúng không, khi công bố quyền ký ra nó không có gì, còn lâu nó không có. Có nghĩa là mình đầu thai lại không kịp thì cái dòng tiền nó sẽ bắt cái chương trình trở về Phật giới không ai mở, mà phải trở qua một cái công đức này để dành để mà cho vị Phật thứ hai kế tiếp. Đó là câu hỏi. Còn bởi vì còn nếu mà vô đó đó thì đi ra được thì được quyền sử dụng nhất từ thiền này. Đây là cái thùng để đi ra. Còn nếu mà không biết sử dụng nhất từ thiền rồi đi tiếp. Đó hỏi tiếp về. Còn muốn gì nữa là câu hỏi chứ không? Dạ thưa thầy, cho con hỏi về cái phần công đức, con hơi mơ hồ chút xíu đó thầy. Khi mà chú ấm thân của mình xuất ra thì cái công đức của mình mà nó có cái gợn đó là do vị thần đó giả,
thời mình phải chờ cho lúc đó công đức của mình hào quang phát nó trong thì mình tự động mình rơi. Thì cái công đức của mình trong cái chung ống thân của mình nó phát ra giống như cho ánh đèn vậy không thầy, nó tỏ xung quanh hết đó thầy. Còn nếu mà mình nhìn thấy công đức không có cái gợn mà mình nhìn thấy là mình nhìn như thế nào, nhìn trực diện hay sao thầy? Bây giờ phải hiểu cái trung ấm thân mình là cái gì. Cái trung ấm thân mình là cái tánh người của mình đó. Bởi vì khi vô đây cái tánh người nó cuốn tinh nam đoạn nữ, để chỉ nó tinh nam đoạn nữ là thành thân tứ đại. Còn cái mà điện từ ấm dương nó cuốn nó hút vậy ra nó tồn tại cái này gọi là nó cuốn hút vật lý âm dương á, thì trong cái cuốn hút đó nó dần dần nó mới hình thành ra 16 thứ tánh, mà nó hoàn chỉnh nhất là phải con người đi ra đủ tuổi theo quy định của thế giới vật lý á, thì cái tánh người bắt đầu có hình thành trọn vẹn. Thì trong đó thì được nó mới phát ra 16 thứ của cái tánh người. Vì thế mà cái cũng giống như cái dynamo nó nằm yên không ấy, mà nó quay thì nó phát ra điện. Mà cái điện này thì trong cái thế giới kêu bằng là cái thế giới mà của kêu bằng vô hình là cái thế giới vật lý thì nó quay nó mới phát ra cái tánh. Mà cái khi mà cái thân tứ đại nó rã rồi thì cái này nó dần quay, cái tánh thân tánh người nó dần quay, nó mới chuyển thành là trung ấm thân. Thì trung ấm thân chứa cái gì trong đó là vị thần nó nhìn thấy hết, bởi vì nó giống như là cái bông bóng trắng vậy thôi, là ta thấy cái gì được. Rồi cái nghiệp mình đi đâu là ông thần xử lý theo đó, phải đúng theo cái nguyên tắc đó. Thì bây giờ còn con người mình không thể thấy được cái nghiệp của mình được đó, chứ ông thần không thấy mình mất thì trong mắt thân có cái tánh thấy vẫn còn thấy, nhưng mà nó vẫn bị quay liên tục giống như mình ở đây. Tại sao mà chỉ thấy tới cái giới hạn của cái áng mây xanh mây trắng thôi, đó là cái tầm của mình nó tới đó thôi. Đó là tầm mắt của mình nhìn thấy. Còn cái tánh thật á, nó mới nhìn xuyên qua được luôn, nó đi qua về Phật giới được. Thành ra mình nói trả lại cái câu hỏi là mình không thấy được cái nghiệp của mình đâu, mà vị thần thấy. Vị thần thấy thì mới quyết định mình đi đâu, nó ăn thua của ai trong đó. Chứ không có chạy cái đông đường này của anh. Thế giới vật lý không chạy, thế giới vật lý nhân quả luân hồi không có chạy cái này. Đó con không hỏi thông, con hỏi cho rõ lại chứ. Dạ, con hỏi như là trong cái hào quang mà nó phát ra cái gợn đó thầy, rồi mình phải chờ cho cái gợn nó lắng xuống trong lại, thì lúc đó mình mới rơi đó thầy. Thì mình thấy là trước của mình hay là ở trong giống bóng đèn nó phát ra thầy? Con tạm ta phải. Khi nào con công đức nó đúng ra là cho con công đức, mình chỉ thấy cái hào quang thôi, mà chỉ thấy một cái dùng thôi. Mà nên nhớ là cái khi mà truyền thiền người ta có dặn dò rất kỹ cái phần này này nha. Còn bây giờ tập con hỏi cái này thì con phải hỏi về công đức, chứ đừng có nói thốt ra vô cái trung ấm thân ra không đấy. Có người thấy có công đức mới thấy hào quang được, còn nếu không công đức không thấy hào quang của mình được đâu. Mà có công đức thì cái công đức này nó mới phát ra, mình mới thấy à tôi biết tôi có nha. Còn cái chuyện về được là không là cái chuyện mình, về được không là phải qua ngoài cái tầm tay của ông thần quản lý á. Còn nếu mà ông thần quản lý dẫn nắm được mình thì hoàn toàn không giải thoát được, mà hoàn toàn thấy hậu quả, thấy cái ông phụ cũng kéo cho vô, kéo cho tôi quy luật nhân quả luân hồi vậy đó. Còn thông không thông phải thêm. Còn muốn gì nữa? Dạ thầy cho con hỏi là khi mà một người đầu thai làm người á thì vào tử cung cũ là có nghĩa là quên hết,
Vậy thì tại sao các vị Đạt Lai Đạt Ma ở Tây Tạng mà các vị trước có thể tìm cái vị tái sinh ở kiếp sau được thưa thầy? Bây giờ vị Đạt Lai Đạt Ma đó là người ta chịu cái thuật chú á, cái tự chú để chi đó, giống như là con có cái dynamo mà trong tay á, con quay hoài nó có phát điện ra, thì quý vị đó cái tử cung không làm cho quên được, tử cung của mẹ không làm quên được, là có cái câu thần chú nó niệm để nó phát ánh sáng ra đó. Thành ra cái với vị Lạc Mai Lạc Ma đó mới không quên. Mà nên nhớ rằng hoàn toàn là sống lại là cô hồn hết, cao lắm là cô làm thần, làm thần mà cấp thấp á, còn không phải ở cô hồn hết, không có thoát ra được đâu. Bởi vì đặt ra mà ra người ta không hiểu, ta không hiểu tu giải thoát là cái gì ở trong thế giới này, cái vật lý này, cái dụng công kêu cứu yếu á, nó thành tựu trong vật lý chứ làm sao đi ra được nha. Về cái nhân quả luân hồi của tam giới là không ai thoát ra được. Ông Phật Thích Ca bộ đầu hàng mà không như mình, nhưng mà giờ sở dĩ ông chỉ cái này là ông chỉ cho mình cách đi đúng như nó thì mới đi ra được, chứ không phải mình bỏ thế giới này đó, mình phải hiểu. Còn một như ông Thích Ca mà tại sao ông vô tử cung của hoàng hậu Ma Gia ông không quên, là vì do một vị thần của cái hào quang vào, ổng không có ngủ 9-10 tháng không ngủ ra không có nhớ hết. Là vậy đó, một vị Phật có được, chứ còn mình ra không quên hết. Còn nếu mà trường hợp mà hơn lắm đó thì tiềm thức mình đã có đó thì ta nhắc lại mình nhớ lại liền. Nếu ai, bởi vì tại sao mấy cái người này nè thấy thiền tông vô là vì trong đó tiền thân đã có công đức rồi, cái này nó hút vô được. Còn nếu mà có ác đức phước đức hoàn toàn không được, hoàn toàn không có vô cái này được. Phải có công đức sẵn mà mình mới nói cái chuyện mà vấn đề giữa ông Khá Lợi Phất á, ông có công đức mà ông hiểu là gì, ông bị bông đen duy sơn đen không biết, nghe một Phật biết tại làm sao mà cái công đức vì ông nhiều Phật nhìn thấy á, trong cái trung phong thân á, trong cái tánh người á, cái phước đức và ác đó nó nằm ở trong cái tạm thức của mình á, còn cái công đức nó nằm trong cái vỏ bọc tánh Phật á, thành người ta phước phương định được. À, nó làm chỗ này là công đức, làm chỗ này là phước đức ác đức, nó chia là cái Phật cái dùng ở trong đó. Thì một vị thần quản lý đã biết, một vị Phật đã biết, ta mới chỉ là cho mình. Chứ nếu mà mình không hiểu, không có cho cái không hiểu mà không có cái quyền ký này thôi, chắc mình cũng đi lại xói đầu cho mấy kia thôi. Đó, nhưng mà giờ cái này ta mới đặt giải mã cho biết tại sao cái đó là công đức. Nó đen nhưng mà nó công đức, tại nó nằm ở cái vị trí khác. Còn phước, cái ác đức nó nằm vị trí khác, mình mới hiểu. Rồi con hỏi tiếp đi. Thầy nói là lúc mà chung tâm thân mình trở về Phật giới á, thì nhìn có một vị Phật biến thành một điểm thật sáng dẫn mình đi, thì mình theo cái điểm đó là rơi về trung tâm vận hành luân hồi. Vậy có khi nào một vị thần mà biến thành cái điểm sáng đó để mà dắt mình đi lạc không thưa thầy? Một nên nhớ rằng nếu một vị Phật, vị thần dẫn mình đi nó không có rơi nha. Nên nhớ thần dẫn không rơi mà thần nó kéo đi, nó kéo đi vào luân hồi. Còn nó rơi nó khác, giống như kiểu mà nó hút vô trái đất nó khác, mà nó hút mà nó chạy vòng vòng trái đất khác, mà nó rơi cái lực thẳng á, cái điểm. Thầy cho con hỏi là đám cưới của người tu theo thiền tông nên tổ chức như thế nào, có nên tôn ngài không? Cái này ngoài vấn đề thiền tông không nói, cứ tùy theo cái trình độ của mỗi người. Thiền tông đâu phải ai cũng là bằng nhau đâu, thì trình độ hiểu biết người ta đã giải thích cho mình nghe. Ở thế giới vật lý này là sống bình thường, thế giới vật lý không có hơn thua cái gì. Còn cái chuyện tổ chức thế nào mình không có nói, này đâu có chủ trương cái vụ này ha. Cái này là do cá nhân. Bỏ câu hỏi này đặt hỏi tiếp.
quý vị nào có đám hỏi không hỏi luôn. Đám cưới đám hỏi cũng vậy. Có quý vị nào hỏi thêm không? À, thưa vị chủ, trong cho cháu hỏi một câu là cháu mới đọc trong cuốn sách là Đức Vua Trần Nhân Tông dạy con cách trị nước tín ngưỡng, công thức giải thoát và sự thật nơi trái đất này. Thì con có đọc là cái câu Đức Vua Trần Nhân Tông dạy con câu thứ 17 là này Thái tử Trần Nhân Tông, sau mấy trăm năm nữa các triều đại kế tiếp nước Đại Việt ta đổi danh là nước Việt Nam. Thì theo con học lịch sử thì con biết là thời Nhật Tần là khoảng là thời năm 1258, mà nếu đi tới thời Việt Nam là đến thời sau này, đến thời vua Nguyễn Ánh đấy, là năm, con nhớ không nhầm là năm 1802, là cách nhau mấy trăm năm. Vậy thì cái thông tin này là thầy lấy từ đâu ra hả? Có phải là chỉ từ cuốn huyền ký không ạ? Con cảm ơn ạ. Là trong cái câu hỏi số 17 cuốn 11 á, có nói là Đức Vua nói là khoảng mấy trăm năm sau á, thì cái nước mà của ngài á đổi tên thành nước Việt Nam. Thì cái khoảng thời gian từ 1258 đến 1802 đó, thì thầy căn cứ khoảng thời gian đó là lấy khoảng căn cứ thời gian nào? Cái tên Việt Nam đó thì lấy theo cái dựa theo cái tiêu chuẩn nào đúng không? Đúng không? Làm sao biết được cái tên đó là tên Việt Nam? Cái này thì ông Trần Nhân Tông nói mấy trăm năm sau. Thì bây giờ ông Trần Nhân Tông với mình ở đây là 718 năm phải không? Ông mất ngày 718 năm. Thì ông nói mấy trăm năm sau bị viết cái sách này mới viết là hồi đó 1158 thì bà Thảo mới ra. Bây giờ ông Trần thì tôi chỉ viết ra thôi, chứ còn cái chuyện mà ông nói mấy trăm là ông đâu có ấn định con số đâu. Nếu mà ông ấn định con số thì mình hỏi ông. Mà cái nước Việt Nam thì rõ ràng thì nó mới có đây, chứ ngày xưa thì từ nước Đại Việt, Đại Cồ Việt, rồi Đại Việt, rồi Việt Nam. Thấy không? Chứ đâu phải nước mình có thứ đâu. Thành ra tôi còn bây giờ hỏi chứ cái này nói đúng cái tài liệu này lấy của ông Trần Nhân Tông viết ra thì còn mình hậu chiếc ấy thì để ra yên tử hỏi ổng còn phải á, biết không? Ổng còn cái quả không mà sách ổng còn để phải, bữa nào chạy ra mãi hỏi. Dạ xin thầy giải thích giùm con cái câu ly gia các ái tinh thần một cách đầy đủ và chi tiết thôi. Cái này cũng mấy ông thầy tu với mình vô đó chi, người ta tu theo cái vật lý là phải ly gia lời rời cái nhà, các ái không thương ai ấy, thân ly thân rồi là có chồng có vợ phải bỏ. Tiền tao cũng có thể xài cái này, tiền tài cái này là thế giới vật lý nha. Còn cái này là ta kêu bằng bởi vì cái này không phải là nói cho tiền tông mà kính trọng những cái người này nè, cái người tu tiền tông kính trọng những này dám từ bỏ thế giới vật lý kính trọng. Kính trọng là gì? Cái câu này là bằng chúng ta lấy cô Thích Ca, ông dám ly gia các ái khinh thân, dứt trừ bổn ngã lãnh phần độ sanh. Câu này lấy từ ông Thích Ca, ông dám bỏ nhà ông ra đi, ông dám bỏ vợ ra đi nha, mà ông dám ai chửi ra cái căn ai lên dứt trừ bổn ngã lãnh phần độ sanh là ông chỉ con người, chỉ con người về Phật giới. Đây là câu này ám chỉ cho ông Thích Ca chứ không phải là ám thị mấy câu thầy tu bây giờ đâu. Nên nhớ rõ cái chỗ này nè, tất cả những kinh sách về Thiền Tông nói có rất sâu xa, có ý nghĩa hết, chứ không phải mà nói là xin lỗi thấy mấy ông thầy cả mặc áo cạo đầu tưởng đâu đi ra các ái sinh thần ổng còn tham quá cha nó chứ thôi. Mình kính trọng là kính trọng ông Thích Ca, một cái gương điển hình. Trời hỏi tiếp. Có quý vị nào tới câu hỏi không ạ?
Dạ, con cũng nhờ thầy giải thích cho con hiểu thêm về cái câu là cái hai cái từ là tấn không với chân không nó giống hay khác nhau thưa thầy. Chân không thì nó không thấy gì hết. Cái tánh con người, cái tánh Phật nó không có chấp gọi là tánh không. Cái tánh người không có xài xài cái này, tánh Phật là tánh không. Tánh không này không chấp không này không kia đó, chứ nó vẫn thấy nghe nói biết. Bởi vì cái tánh, tánh thấy nghe nói biết là cái tánh, nhưng mà không là không của 16 thứ tánh người. Đó là người ta gọi là tánh Phật, là tánh không. Tu phải cho đạt được cái chỗ này nè. Muốn đạt được là mình nói chứ sự thật nó có sẵn trong mình á. Tu phải nhận ra được cái này nè. À, chứ không phải mà chứ không phải mà mình loại nó ra mình đi tìm tiền đâu. Nó trong mình mà tại mình mê tiền, mê bạc, mê danh quá thì mình quên. Bây giờ mình biết rồi thôi. Nhưng mà thiền tâm là biết nè. Không bỏ nhà cửa ruộng vườn đâu, không có bỏ, nhưng mà không xài cho đúng mức thôi. Chứ ngày xưa không biết á, làm ăn thất bại gì buồn. Bây giờ tôi kể cái số mình đã tới đó thì cho nó đi qua luôn đi. Thiền tông nó chỉ chân thật cái chỗ này, nó quý hơn được. Rồi nó xoét, nó xóa đi cái mê tín gì đó, nó xóa đi cái mà tưởng của con người đó. Thiền tông nó muốn nói trở lại cái này thôi. Nếu mà tính ra gì, cả đời Đức Phật dạy chỉ con chữ buồn, gần chết buông chứ đừng có buông sốt. Gần chết mới buông, chứ mà buông sốt rồi đói luôn á. Nhờ hỏi gì? Cái này con hỏi tiếp luôn. Thầy cho con hỏi. Khi thầy chuẩn quá thiền tông á, là mấy người mà đi thực hiện sai á, mà bây giờ thí dụ người ta thực hiện sai đi, người ta có biết có cái biểu hiện gì để ta biết ta thực hiện sai để ta chỉnh lại không? Tập hành đúng Phật dạy. Chuẩn quá là nói, ông Phật cũng nói cho nó vui thôi chứ chuẩn cái gì. Bây giờ á, ông Phật biết vào cái thời kỳ bạc thượng pháp này nè, đạo của Như Lai làm sai hoàn toàn đó. Mà bởi vậy nữa tôi nói là trong cái bài báo mỗi giờ giáo hội Phật giáo Trung ương nó nói là đạo Phật hiện giờ hoàn toàn mê tín đó. Thì tại sao mà giáo hội Trung ương nó nói không là vấn đề cái chùa thì tông mới nói ra sự thật, thành ra giáo hội phải nương theo cái này. Còn bây giờ ông thầy có sửa không sửa là chuyện của ổng, nhưng mà nên nhớ rằng á, cái chuẩn hóa này là có quy mô chứ không phải nhỏ đâu. Con nên nhớ rằng hiện bây giờ tất cả các chùa lập ra mục đích là cái gì? Cúng tụng kiếm tiền, phải vậy thôi. Mà bây giờ cái thiền tông nó ra đời là để nó nói lại bây giờ cúng ai ăn cho cúng thoải mái chứ không cúng cho thần ăn á, chứ ông Phật không ở đây nói là nói vậy. Thì người ta muốn cúng cho thần ăn thì ta thoải mái, ta lập chùa ta cúng ai lại. Nhưng mà Đức Phật bảo là phải nói cho rõ. Còn bây giờ ngày Đức Phật không có ở trong thế giới này, ở bên Phật giới á. Còn bây giờ những cái tượng á, ví dụ ông lập ra cái đạo rồi mình thấy ông dạy cái nào phải lại cảm ơn mà ông nhận trở lại và thưa trở lại cho con trúng số thôi, không chữ vậy. Cái đó mình chuẩn là cái này nè. Ngày đa số á, ai đi vô chùa để gì không quan toàn là cúng đi xin đó, mà trúng số là xin nhiều nhất, mà trúng việc lô tô còn nhiều nhất, thấy không? Họ mà sai là sai chỗ này nè. Có bây giờ hỏi chứ bây giờ tới đến nỗi mà xuống dưới núi xa cô hồn hoặc là lên Bình Dương á, mà mấy người đó là gì, nó xếp vào cái hồn mà mình cứ đi lại mình xin là sao? Ông muốn chuẩn là chuẩn cái này nè,
nhưng mà muốn vô lại thì lại cái biểu thì lại lại nhưng mà biểu mẫu biểu được có được có xin không có được đâu. Còn tao nghe thôi chứ giờ biết sao vậy, bây giờ nói rồi đây là chuẩn lại nói ra, mà tôi nói cái này ra nó không phải là tự tôi nói mà nhà xuất bản nói. Đây là nhà xuất bản Hồng Đức, nhà xuất bản Tôn Giáo mấy bữa nay năn nỉ tôi bỏ tên tôi nói hết tiền rồi mười bốn tôi tin. Đây là nói nhà xuất bản nói, tôi là người sưu tầm tôi biết, tôi trình cho ông á đúng không, ông thấy đúng ông cho xuất bản, không đúng ông để cho xuất bản, vậy thôi. Có nghĩa là xuất bản là ông cấp mình cái giấy phép để mình nói cái chuyện này, chứ tôi nói này mà nói xin lỗi nói cái này mà ông Trần Nhân Tông nói kiểu này mà tôi viết bằng trong cái quyển sách ra đó tôi nói không được, cái này sai luật pháp, mà này tôi nói bằng luật pháp này là ai cũng học. Tôi là không phải là chuyển quá, tôi nói lại thôi rồi còn ai muốn nghe thông, chứ mình cũng không có nói chuyển quá là tại vì trong việc ký á Đức Phật có dạy câu nè, khi lời mặt tượng pháp á quyền ký Như Lai công bố ra con phải nói lại cho rõ ràng. Như Lai dạy sao pháp môn phải có tu gì tu, pháp môn này đi đâu ta dạy hết cho mình đó ha. Rồi ai mà nói không phải thì con là ơn nói cho người ta nghe, giống như cái anh nãy đó ảnh nói là mình nói gì không có căn cứ mà ổng nói chuyện trên trời đó, ổng không chịu trên trời đất mà ổng đưa trời ổng nói không đừng nói thực tế không chịu đây thành ra. Nhưng mà người lớn nè, tôi vừa rồi tôi có tiếp một hai ông thầy cũng có tiếng mà tôi cũng nói trước khi vô hỏi tôi nói thế này nè, bây giờ tôi chỉ hỏi thầy hai câu thế này thôi, mà nếu đồng ý tôi sẽ nói cho thầy nghe. Tôi hỏi thầy chứ thầy tu theo đạo Phật phải không đó? Phải. Tôi chứ Phật là gì? Ông suy nghĩ tôi đâu được. Ông suy nghĩ là ông muốn tu mấy chục năm ông không Phật, ông hiểu suy nghĩ gì? Nó có một câu vậy đó mà chịu. Rồi làm sao thầy nói chuyện với tôi được? Rồi tôi mới thân tôi nói sao được, tôi cho qua ngay, tôi hỏi vậy chứ thầy Đức Phật có bảo là trái đất này năm loài sống chung có không? Ông nói đúng. Rồi tôi hỏi chứ thường thường ở trong sách nó có viết tam giới thầy có công nhận không? Nó có. Ông vô hai nệm với cháu tôi được. Tôi hỏi chứ trái đất này thầy làm cái chùa để làm cái gì? Nó tu giải thoát. Sao vậy thôi, sao thầy chỉ rồi ông đâu biết. Rồi tôi hỏi vậy chứ ngày nào thầy cũng có đốt nhang không? Có. Rồi đây đốt nhang cái cầu cái gì? Nó cầu Phật. Ta mới nói tôi tới lánh này năm rồi nhưng mà không có Phật này mà cầu ổn đâu, cầu ổn nào chứ này. Tôi ngày đó ổn chính tôi liền. Hả? Tôi không nói nhiều cúng mà tôi nói có đốt nhang mới có. Ở có cầu cái gì? Nó cầu Phật. Mới nói trái đất nằm rồi không có Phật cầu cái gì? Thầy có phải là tu mù? Bắt đầu muốn tranh luận sao đây? Kiếm tiền gì nói một hai cái vậy thôi. Thành ra mình mới hiểu được là cái thiền tông này kia nó rất đơn giản, nhưng mà ai hiểu rồi đó thì hoàn toàn không vẽ được. Có nhiều người lại hỏi tôi vậy, mà tôi nói thật á. Bây giờ có nhiều người muốn dẹp cái chùa Tân Diệu này, tôi đồng ý dẹp. Tôi nói bây giờ ai muốn dẹp thì cứ làm đơn đưa ra tòa, mời ra tòa. Thì lý do dẹp. Mà giờ nói thiệt cái chuyện này mấy tháng mà nay nghe mới nổi lợi đó. Không ai đem đó. Nguyên tắc tôi xuất bản sách thì có nhà xuất bản Tôn Giáo cho phép, giải đáp thiền tông chính quyền cho phép, công bố quyền ký chính quyền cho phép, mà tôi làm gì sai đâu. Mà giờ nếu mà nói tôi phổ biến thiền tông sai thì mời lợi đấu chất hay tổ chức đấu chất đàng hoàng, chứ đâu phải tôi chạy trốn đâu. Rồi không ai chịu hay mà cứ đứng ngoài nói dèm dèm không chịu vô đề. Tôi là người thật diện thật chứ tôi đâu phải là tôi chạy trốn mà đâu mà cái đi vòng vòng ngoài.
Rồi thôi, cứ hỏi chứ. Dạ, có vị nào đặt thêm câu hỏi không? Cho em mượn đi ạ. Dạ, thầy. Bật lên. Thầy cho con hỏi, ở trong quyển mà Đức Vua Trần Nhân Tông dạy cho con và dạy cho những vị đã hỏi trong đó, con thấy có một chỗ là Đức Vua Trần Nhân Tông nói là cái vị quan công á là không có phải là vị thần của nước mình. Mà tại sao con thấy là rất là nhiều nơi à, rất là nhiều nơi để thờ tôn sùng vị thần đó, mà con không hiểu là họ cũng là người Việt Nam à. Tức như là thờ quan công như vậy. Quan công là của ta Tân Quốc Chí ở bên Trung Quốc. Hiện tại mình thích ổng mới đem về ổng thờ. Thì ông Trần Nhân Tông nói sao, nếu ai thích về bởi ta chịu bên Trung Quốc. Ông Tân, ông Trần Nhân Tông cũng chống đối. Nhưng mà bây giờ cái cốt truyện này nó không phải vô lý đâu. Về năm 1949 á, là khi người Trung Quốc qua đây tràn qua đây sống nhiều ấy, thì người ta đem cái văn hóa người ta qua, người ta thờ. Rồi ở có cái phố gần nhà con cũng thấy, con kêu hỏi thờ cái gì, ông Đệ Linh nói thì con đem cho con thờ. Thì cái văn hóa người Trung Quốc thì đem qua, thì con ở với mình quen thì cũng bà con với mình không, thì ta người đó ta làm gì thì mình làm đấy. Cái đó là do cái tưởng người ta. Thì nãy nói là tưởng tham, tưởng ông đó thiệt, tham là gì, cầu cho tiền. Đem về ổng người ta, chứ đem ổng mà vô mà cầu ổng được chắc không ra thở thờ đâu. Có cái gì ta mới thờ. Nhưng mà cái được thì đã nói rồi, thờ vô miễu vẫn có như thường chứ phải không không. Nhưng mà cái đó là cái gì trong mấy quyển sách ta nói rồi. Dạ. Thấy không? Cái đó là tại mình, cái văn hóa của mình. Con hỏi tiếp đi. Dạ, con bắt đầu con thấy đó là những cái giống như là người ta cố tình để nhòi sọ. Dạ, để nhòi sọ con người. Con cũng là một cái con người bị nhòi sọ đó à. Bây giờ con khai ra luôn, tại vì từ mấy lâu nay con cũng làm cái điều đó. Và khi con tiếp xúc với Thiền Tông thì con lại bị rất nhiều hiện tượng lạ xảy ra, mà con thấy cái đó là nó rất là nguy hại á, tại vì con đã bị đem vô bệnh viện tâm thần. Thì nói đúng là cái đất này nó có hai cái dạng mà hút người ta. Một là thần mà không có nhiệm vụ làm á, gọi thần lang thang cũng giống như mình đi. Còn hai là cô hồn. Cô hồn mà không chịu vô dòng tộc cũng lang thang. Là con ra ngoài con vô thứ nhất vô cái miễu nè, cô lại cái gì á, đặt vô cho con liền. Là mấy ông thần đó chứ ai, hoặc mấy cô hồn đó gì lừa gạt con một chút xíu, rồi riết ra, rồi riết nó nhặt vô đi. Rồi sao? Rồi đi vô riết mà làm tầm bậy. Rồi Thiền Tông vô nó không chịu được, rồi hai bên nó đánh lộn. Thiền Tông mà vô cái anh kia phải chạy ra. Đó, nên nhớ cái đất này cái gì cũng có hết chứ mày không đâu. Bởi vì tại làm sao mà giống như cô Bích Hằng đó, cô đón được. Ban đầu cô hồn nhập, rồi đón được một hai triệu thôi. Cô hồn nó sống lại với cô hồn, nó biết cái ông đó nhà ở đâu, mã chỗ nào nó biết. Cái vô Bích Hằng mới thành đây nè, là đây, nó dẫn cho. Nó một hai mã thôi, chứ ba mã, thứ ba, thứ tư hết biết. Có nghĩa là cô hồn làm bạn được người nào thì người ta chỉ được người đó, còn cái không làm bạn được người khác thì chỉ rằng đó. Bởi vì tại sao ạ? Cô Bích Hằng ở ngoài Hà Nội chỉ đúng, mà vô Nam chỉ sai. Vậy cô hồn đâu chạy vô này xa quá đâu vô đó. Phải hiểu cái nguyên tắc này, thành ra tất cả những người cúng tụng cầu xin chắc chắn cô hồn sẽ nhập. Mà nhập rồi thì nên nhớ rằng nó sâu quá thì đơn giản mình đi kêu bằng người, có nghĩa mình không còn làm chủ mình được. Nó phải hiểu cái nguyên tắc này. Thì tao yếu muốn nói cái này
Rồi con hỏi kế vị. Dạ, dạ sau khi đó con cũng dùng cái suy nghĩ của con và con suy nghĩ và con cũng thấy được những lời của thầy viết rất là thực tế. Cho nên con muốn làm chủ mình, cho nên con không uống thuốc nữa, con bỏ thuốc luôn. Xong rồi cái nhưng mà con biết là khi mà con đọc sách con có những hiện tượng đó, nhưng mà mọi người xung quanh thì nói con là do ảnh hưởng của sách, nhưng mà con thấy không phải ạ. Con thấy không phải là ảnh hưởng của sách. Tại hai ngày đọc sách đầu tiên là con giống như là, không phải là giống như mà con thấy rõ ràng là con tìm lại được con người thật của con. Tức là con sống được bằng cái tâm thanh tịnh. Con vượt qua được mọi cái rào cản mà ở ngoài đời, mà có lẽ là con nói riêng con thôi, con có những cái chuyện mà con hạ mình xuống và con vượt qua được cái những cái chuyện đó. Rồi xong rồi sau cùng mọi việc nó xảy ra như vậy đó là con mới suy nghĩ là không phải. Tại mọi người xung quanh đổ thừa con là đọc sách thì tiếp xúc với loại sách nên con bị, nên con thấy là không phải, nên con muốn tìm lại chính con. Cho nên con suy nghĩ, con dùng cái đầu của mình suy nghĩ và con đã đi về chùa này á, và dần dần bệnh con nó đã hết rồi. Dạ. Chùa này đó đúng là nó có cái lực dương. Lực dương không phải cái chùa lực dương, mà do cái quyển sách á. Quyển sách ta viết về cái thiền tông này. Bởi vì tất cả những người mà mình kinh thí nghiệm này, cái người mà ưa sinh sống mới khỏe động này chịu nổi, chứ ta mới khỏe là con hồn nó dựa. Cùng làm thầy bói giỏi cũng phải con hồn dựa con mới làm thầy bói giỏi được. Nha. Vô cái này thì con hồn nó chạy ra. Chạy ra là sao? Thầy bói nó thật lắm, nó không đúng nữa. Thành ra cái đó có lực. Bởi vì có nhiều người họ vô đây vậy, họ cũng ngơ ngẩn rồi vô ở thời gian đó hết, nhưng mà không dám nói cái này không phải tiêu triệt cái này. Tại đây là cái nguyên tắc vật lý âm dương. Cái người âm nó dựa người nào đó, thì mà mình có cái duyên mình đọc cái này nó đưa vô, thì cái anh kia chạy ra, anh chịu không nổi vậy thôi. Chứ không có phải thuốc men gì đâu này ta đây á. Mày hiểu cái nguyên tắc này, nhưng mà cái này cũng không nên nói ra ngoài. Chứ nhiều người ta đang bệnh mà động cái này hết. Cái đó là tại vì cái đó. Nhưng mà nên nhớ là bệnh về xương khớp di trùng không hết nha. Di trùng nó không sợ cái này. Ba cái khỏi âm nó sợ, chứ di trùng nó không sợ. Gãy cẳng nó cũng không sợ luôn. Giờ con hỏi tiếp đi. Dạ thưa thầy, thì khi mà con đọc được cái quyển thiền tông của thầy á, thì con thấy cái tâm của mình nó gần như là nó bị chấn động, và con thấy nó có một cái cảm giác rằng là cái đầu của con nó gần y như là chịu không nổi luôn, tự vì cái lực của nó quá mạnh đi. Thì cái mà để mà mình trước giờ mình chưa có hiểu, thì bây giờ mình giống như mình bừng sáng lên, thì một cái con cảm thấy một cái lực nó vô cùng khủng khiếp, mà từ trước giờ mà con chưa bao giờ thấy cái điều này. Và khi mà hồi trước đây á, thì con có đi gặp sư huynh của con á, thì bây giờ cũng là đệ tử của thiền tông rồi đó, thì là ngài mới bị vướng vô trong cái gọi là cái thiền nhân điện gì đó, mà con đến nó con cản thì con biết cái pháp đó nó không phải là cái pháp thật. Cho nên thì khi mà vào đó thì con thấy ngay cả cái đó mà khi người ta khai cho con cái việc gì á, thì con vẫn cứ nói là con mà cái thân con mà trắng thì con không có sợ cái gì vô người con hết. Và con vẫn thấy rằng là mặc dù mình nói vậy nhưng mà nó vẫn có một cái lực rất là mạnh tác động vô mình, và nó giống như mà cái vận tốc của nó thì còn hơn là cái vận tốc của ánh sáng đi nữa, nhưng mà nó đốt cháy toàn bộ con người mình. Nếu như cái lực của mình nó không có tương tác với một cái lực đó thì nó sẽ bị đốt gọi là. Nhưng mà qua cái khi mà đọc được cái quyển sách của thầy thì con thấy như vậy, là hôm nay là ngày đầu tiên mà con được đến đây để con nghe thầy giảng những cái lời giảng của thầy, thì con thấy nó rất là rõ ràng, nhưng mà con không biết là có những cái đoạn con thấy thầy giảng thì con thấy nó rất là cao, cũng như thầy nói rằng là khi mà
mình có thể mình giết người mình vẫn thành Phật. Thì cái câu nói này của thầy con thấy rằng là nếu như mà bậc sơ cơ nghe vô thì rất là hoảng rồi. Bởi vì nếu như nói không cần ăn chay, không cần làm một cái điều thiện gì hết mà cũng giết người hay là cái gì cũng thành Phật, vậy thì coi như rằng là con để nhiều người im lặng, con không biết là cái im lặng hay là im lặng gì. Bây giờ cổ đọc cái hiền ký á, thì cổ cảm thấy cái con người cổ ví dụ như cái đầu nó nặng hay như thế nào đó, cái đầu nó có lực nó rất là nặng, thì đó là lý do tại sao. Động tập huyền ký mà thấy cái đầu nặng, phải không? Thì cái này hồi xưa mình thu nhập cái gì đó, nhập cái không phải vậy, không phải. Thì hồi xưa nó đã nhập cái kia rồi, tất cả tôi nói thật, từ tu tịnh độ, tu mật chú đều là do một vị thần quản lý hết. Mình đem vô rồi bây giờ cái này nó vô thì bắt đầu nó trước khi nó nhảy ra rồi sao? Nó đâu phải chuyện dễ đâu, giống như một rễ rồi đó. Xin lỗi, cái anh này dịch lại sai rồi, anh này dịch lại sai ý rồi. Sai ý rồi, con đường đi mới. Nói từ lớn, con đường đi. Bây giờ hỏi từ ý ra, con đường rồi nhé. Hỏi từ ý rồi, nói trước rồi, nói dài. Hỏi từ ý rồi, đọc sách rồi. Dạ, thưa thầy á, là con muốn hỏi á, là khi mà con học cái tập thiền tâm của thầy á, là như con thấy cái tâm của con á, là gần như nó bị dẫn động á, cái đầu của con á, là coi như nó gần như là nó phải làm việc một cái cách quá mới chịu được những cái mà thầy chuyển tải. Ý ở đây là con nói giống như là cái sức mộ của nó quá lớn, chứ không phải như là anh nói rằng là như vậy á, thì thành ra thầy nói vậy thì thành ra nó cũng là cái mà con đang bị cảm thọ. Không biết là con không biết là em nói vậy rồi anh dịch lại cho mày để hiểu không? Là đọc sách mà em cảm thấy chấn động gì, chấn động như thế nào? Chấn động theo chiều tốt ấy, ý là nhìn là kiểu như là nhìn thấy con đường đi của mình là sáng ra đó, nó sáng ra chứ không phải là tối vô. Có nghĩa là bây giờ cái này là từ ngày xưa đến giờ đó, mà đa số tôi nói tất cả những người mà trước đây mà hoặc mấy đời mấy kêu bằng vị Phật cái kiếp trước đó, mình có tạo công đức nó vô ở trong đó mình không hay. Bây giờ nếu đọc cái thiền tông này mà nó vô nó cảm nhận thì cái kia nó phát ra, nó phát ra, nó làm con người dường như là nó muốn phá tung đi vậy. Phải biết cái chỗ này tùy theo. Còn nếu mà mình đọc cái này mà con người mình dường như nó muốn nhảy ra đó, là cái đó là thần hoặc cô hồn nhảy ra đó, nên nhớ là. Còn nếu mình đọc chất độc là công đức mình đã có sẵn rồi, có sẵn rồi mới hút vô cái này được. Còn nếu không có hút chịu đổ đâu, phước dương và phước âm và ác đức thấy cái này hoàn toàn không vô được. Bởi vì thành ra bây giờ người vô tình tạo công đức để đó đi, người gặp cái thiền tông nó sẽ hút được liền, vô tình tạo. Chứ còn ban đầu khó ai mà hiểu cái thiền tông tạo công đức là cái gì. Bởi vì thành ra mấy ngàn thời gian trước không ai hiểu công đức là cái gì. Bây giờ công đức mới nói rõ ra là mấy năm nay thôi. Chứ hồi xưa hỏi ta công đức cái gì cũng công đức, người ta không hiểu. Mà kể cả hòa thượng không hiểu là giờ hỏi chứ cái người mà bình thường sao hiểu công đức. Bây giờ công đức chỉ truyền tâm mới giải thích cái công đức, phước đức và ác đức. Thì con nên nhớ rằng nếu mà con đâm cái này mà kêu bằng nó cảm nhận được thì cái này nó là cái gì? Là nó trương nở ra, giống như con sư tử mà ngủ lâu ngày bây giờ nó thức dậy, nó có hình, có cái tượng đó. Còn ở tiếp thì dạ, chiếc thứ hai nữa thì khi mà con đọc qua cái phần này, nói chung con mới đọc lần đầu tiên, nhưng mà con thấy rằng con khẳng định rằng là đây là cái công thức của tổ cũng như là của Đức Phật để lại. Bởi vì khi con đọc qua cái Pháp Bảo Thần Kinh á, thì con đã hiểu được cái tâm bất động của mình và mình thiền như thế nào. Gọi là thiền có nghĩa là tất cả những cái pháp ác đến với mình mà cái tâm mình vẫn bất động, mình không có chấp thiền cũng như là không có chấp ác.
nhưng mà con chỉ biết được ngang chừng đó thôi, mà con chưa có tiến lên được ở cái chỗ rằng là có cái công thức mà để đi về Phật giới như là thầy đã biết rõ ràng ở trong cái quyển sách này. Bởi vậy cho nên con mới đến nơi này để thành mà con muốn học hỏi thêm ở thầy cũng như là những cái bậc thơ mà đã ngộ được cái phần nào của thiền tông, mà để rằng là con thấy rõ ràng là sẽ có nhiều vị được chứng Phật trong cái thời này. Mà hôm nay con đến đây thì dạ thì con cũng thấy có rất là nhiều vị, con tiếp xúc được hai vị thì con thấy được là có một vị thì đã nhận ra được Phật tánh và cũng hiểu được tất cả các kinh sách. Thì con xem cái gì cũng vậy, con nghĩ là trong thực hành thì con mới tin, chứ còn mà nói suông hoặc là ví dụ như mùa heo đấu đông hoặc là cái gì đó thì con thấy nó không có cái chánh kiến thì con cũng không tin. Dạ thôi con xin hết. Con lập ra cái ý mà cái chỗ chị nói đọc sách là ý mà là chị muốn hỏi sao ạ? Hôm nay thì sau khi mình đọc cái 10 cuốn sách của thầy viết thì con thấy rất là hay. Thì hôm nay mới tới đây, nhưng mà cũng chỉ một câu hỏi duy nhất thôi, đó là bây giờ tôi cố gắng hơn nữa thì có cách nào để có người nào giúp đỡ cho tôi để cho nó hiểu biết sâu hơn và nhanh hơn. Để mới làm công đức, chứ nhiều lắm mà làm công đức không biết đường nào mà làm. Thì thành thế lên xin có cách nào để mà xin thầy. Và phải nói với anh muốn cầu công đức thì có cách nào nhanh hơn. Có cách nào giờ bây giờ anh muốn cầu bao nhiêu công đức? Vô lửa. Biết rồi mà muốn bao nhiêu công đức? Anh bạn, ý của hỏi là khi mà để ai giúp tôi để hiểu về bằng lớn thêm gì đó thì tôi mới biết rằng tôi đang biết sống. Nếu hiểu thì làm cho thì đọc sách, đọc lần thứ nhất nó hiểu, lần thứ nhì hiểu hơn, lần thứ ba hiểu hơn, lần thứ tư thùng sơ lũng đái này nó dở con ra thì phải đọc cho nhiều. Đọc hoài chừng nào mà kiến tánh mới thôi. Đó, đó gọi là trong thiền sử gọi là thùng sơn lũng đái. Đọc làm sao mà cái nó đưa vô trong cái bụng của anh mà cái bụng nó mở ra thì là đạt cái quả đó, là gọi là tới cái mực sâu cùng là kiến tánh. Chứ còn bây giờ biểu tôi chiêm vô sao tôi chiêm, biểu sách thì cứ đọc tới đâu luôn riêng. Còn tạo công đức muốn dễ ở nguyên sống anh bao nhiêu người? 100 người lấy nguyên thùng sách Trần Nhân Tông về cho mượn thôi. 2 ngày sau lấy lại 10 người xin thì 10 công đức, còn 90 người trả là 90 không có công đức. Tôi chỉ cách đó cho rồi thì mấy cái kiếm đức trong xóm mình thôi, rồi xóm này xóm kia mình cứ cho vậy đó. Cái mỗi ngày tôi cho tôi anh lại nguyên 10 cái nhà anh cho mượn, tôi nói hay quá cho mượn, mà đọc một ngày họ lấy họ xin lại người nào xin lại người đó có công đức á, còn người nào trả lại là sao đừng có nói gì hết, kể như có gì hết á nha. Còn cái chuyện mà anh hiểu sâu càng đắp nghe chừng nào mà cảm ngộ là ít, còn nếu mà triết ngộ là công là anh đã hiểu sâu vào, còn khi nào kiến tánh rồi là mới chuyện sắp sửa về rồi đó. Sửa về đây tôi có cho cái lỗ nè, tôi chọn cái lỗ của mấy gì rồi tôi chọn cái đúng không?
Tôi có sẵn mà. Dạ, dạ, hỏi tiếp. Hỏi vấn đề, hỏi cô này. Để cô hỏi đi rồi chị trả lời tiếp. Mô Phật. Xin chào tất cả quý vị trong đạo tràng. Hôm nay tôi cũng có cái phước duyên là cô Diệu Nguyên đưa đến chùa Thiền Tông. Thứ nhất là xin cảm ơn viện chủ và tất cả quý vị trong đạo tràng đã cho tôi một cái buổi học thật là hay, thật là ý nghĩa. Và tôi tâm đắc nhất là cái buổi cái lần giải thích của viện chủ vừa mới thực hiện đây. Tôi xin nói để quý vị nghe là tôi đắc ý nhất cái câu trả lời của viện chủ, tức là học lần thứ nhất chưa hiểu, học lần thứ hai, học lần thứ ba, học lần thứ tư, học lần thứ năm, vân vân và vân vân, càng học càng hiểu. Và tôi đắc ý như thế, tôi vỗ tay. Xin quý vị có đắc ý như tôi thì vỗ tay đây. Mình hỏi từ lần từ từ thần mỏ ở lớn lớn cái lỗ tai biết. Dạ, thưa thầy cho con hỏi á, khi nãy á con có nghe thầy giảng rằng là khi mà mình giết người mình chẳng thành Phật, vậy là con mong thầy giảng rõ cái chỗ này cho con hiểu. Giết người không bỏ đồ đao mà giết thành Phật. Cái câu chuyện này nó không phải là vô cớ đâu. Hồi xưa có ông vô đảo đâu tìm ông giết bao nhiêu người không? Tới khi ông Phật ông giết được, ông Phật ông giết chết cái ông bỏ đau ông thành Phật. Nhưng mà theo ông Phật để mà tạo công đức, tuy bỏ đau phải có thật, muốn thành Phật phải có công đức mới về được. Giống như con cố gắng con xin visa đi nước này nước kia nhưng phải có tiền mới đi được, chứ có visa rồi cũng ngồi tại chỗ thôi. Thì con muốn ngày xưa ý Đức Phật muốn nói là làm những cái chuyện mà nó ác đức á, nhưng mà bây giờ mình hiểu rồi thì mình trở lại Thiền Tông tạo công đức thì cái ác đức nó vẫn còn với con chứ không phải không. Nhưng mà cái công đức nó lớn quá đó, nó bị đưa khi con mất đi về trung tâm vận hành luân hồi thì nơi đó là cái gì, nơi đó nó xóa đi, nó kéo ác đức giờ phước đức nó trở về cái thế giới vật lý, chỉ còn cái công đức mới trở về Phật giới được thôi. Nên nhớ cái chỗ này, buông đau thành Phật, buông đau thành Phật có nghĩa buông đau rồi phải theo Thiền Tông, chứ mà Thiền Tông chưa ra thì khỏi thành Phật đâu. Nếu mà Thiền Tông chưa ra mà buông đau thì thành cái gì, thành A-la-hán hoặc là thành tiên, thành trời thì thôi, chứ thành Phật cũng được. Bởi vì nguyên tắc đó, cái đạo trên cái đất này nó có bốn cái đạo chánh: đạo Phật tu sâu cùng để thành Phật, đạo trời tu sâu cùng để thành Thánh, đạo Thành tu thành Thành, đạo tiên tu thành tiên. Mình phải hiểu bốn cái giới này, mà ba cái giới kia thì ở trong tam giới, chỉ có cái ông Phật mới chạy ra ngoài tam giới thôi. Nên nhớ phải hiểu căn bản đạo Phật là chỗ này, tu đạo Phật để trở thành Phật giới. Phật giới đâu đi ra ngoài tam giới mới thành Phật được, chứ ở trong cái đất thì đừng có thành. Thành cái gì thì cũng dính lên á. Tam giới đất thì nó có ba cái loại: trời, tam giới, tiên cũng ở tam giới, thần ở trái đất. Nó phải hiểu nguyên tắc này, đọc mình phải hiểu cái chuẩn cái đạo Phật mình mới hiểu. Rồi con hỏi tiếp đi, con hỏi từng câu một á. Dạ, thầy, con thấy rằng là đến đây thì mấy quý vị nói là mình phải đọc từ quyển một đến quyển một thì mình mới ngộ được cơ Phật thánh. Nhưng mà con thì theo cái con nghĩ sao con nói vậy nha thầy? Có nghĩa con thấy là thật sự ra thì nếu như mà mình ngộ được Phật tánh đó, ngay cả trước thầy con thấy là con cũng ngộ tánh, và ngay cả cái công đức á thì hôm nay vô thì con cũng nghĩ là con hiểu như vậy. Mà cái này là con chưa có được, chưa đọc qua sách của thầy á, thì con cũng ngộ rằng là
công đức có nghĩa là mình đã giải phép, mình đã nhận được, mình đã nhận được cái Phật tánh của mình rồi, thì mình đi chỉ cho một người khác họ cái cách giải phép nữa thì cái đó cũng gọi là Phật tánh. Vậy thì con nghĩ cũng có nhiều người không phải là cứ phải tập hết rồi mới ngộ ra Phật tánh, mà cũng có thể là mình có thể ngộ những như là Pháp Bảo Đằng Kinh hoặc là Kinh Kim Cang, mình vẫn ngộ ra Phật tánh. Không biết con nghĩ vậy có đúng không dạ thưa thầy? Con nói học Kinh Kim Cang ngộ Phật tánh như vậy à, thì Kinh không có cái đạo dạy Phật tánh đâu. Trong 12 bộ Kinh Đại Thừa là Kinh Đại Lý, trong tất cả các Kinh không ai dạy, không ai dạy giải thoát là một, không ai dạy Phật tánh là gì, không ai Phật tánh người là gì trong các Kinh này. Mà cái này nó nằm trong quyền ký thôi, quyền ký mới nói tất cả các Kinh có nói đến Phật tánh, có nói đến tính người, có đến ta tam giới, nhưng mà không có nói, không nói rõ. Tôi nói rằng từ ông tổ thứ nhất đến tổ thứ 33 không ai dám dạy giải thoát. Ta biết ta đọc được quyền ký rồi nhưng ta không dám dạy, tại vì nó không đúng cái thời cơ. Muốn đúng thời cơ này thì phải đúng đời cái thời văn minh nè, tới cái thời điện tử nguyên tử nó mới nói được cái này, chứ ngoài đó mà chưa tới nguyên tử không có nói được. Ta không hiểu, không hiểu điện từ là cái gì, vật lý là cái gì, ta không hiểu. Thấy không? Thành ra tất cả Kinh, ai nói đọc Kinh mà giải thoát hoàn toàn được, mà dạy đọc Kinh kiến tánh thật con, chỉ biết được thôi, còn đường giải thoát hoàn toàn không biết. Vì thế mà trong Kinh có nói là bát chánh đạo tám con đường về Phật giới, chứ không phải là chỉ con đường về Phật giới, tám cái đầu đường về Phật giới thôi, không ai chỉ cái lộ trình đi. Thành ra mình biết đường đường về Phật giới nhưng mà không biết đường dạy, thì còn dạy cách đi trên đường đó, chẳng ai dám đi, biết mà không dám đi. Vì thế mà 12 bộ kinh Đại Thừa không ai dạy cái này, mà bây giờ thì tâm sẽ diễn ra là ta mới dạy cái này, ta chỉ từ chi ly một đó. Bây giờ mình mới hiểu cái chuyện tâm nó có giá trị là cái chỗ này nè. Chứ ngày xưa tôi nói là trước 2561 năm là hoàn toàn ta tu theo Đại Thừa, tu theo kinh thôi. Cái họ tu theo kinh là thành tựu trong kinh, có nghĩa là con nói giỏi thì con lý luận giỏi thôi, chứ còn hỏi con đường về Phật giới này biết tánh Phật sao không ai biết, tánh người sao không ai biết. Rồi có nhiều người phá một hai linh lệ hỏi chứ tánh người sao, tham sân si rồi cái nhiêu đó rồi, không đi được, nó ăn cắp được ngoài chữ chứ mà nó không có hệ thống được như cái thiền tông là nó hệ thống lại, thì chỉ từ ly từ tí được. Vì thế mà cái này nè, nếu mà người nào không hiểu về cái nhân quả luân hồi đó, cái thiền tông vô được, vô hơi có đi qua Bát Nhã hết, đi qua lý luận hết, lý luận lên đã trong cái đất này, lý luận là cái gì đó. Cho nên dù ở trong này có nói chuyện trên trời đất này chỉ nói cho vui thôi, nhưng mà hỏi về Phật, bây giờ tại sao tất cả vị thầy đã hỏi chứ bây giờ thầy tu đạo Phật mà không biết Phật là cái gì hết, không ai hiểu. Phật thì cao đó, mình giác tha, giác hạnh, viên mãn nó vậy thôi, mười ông cũng vậy thôi. Chứ Phật nếu đúng ra là Phật rồi, mà trong kinh rất nói nhiều mà tại ta không hiểu. Phật là một toàn năng toàn giác, làm được tất cả, biết được tất cả, biết là cái gì cũng biết, mà làm được cái gì, làm là cái gì. Ông Thích Ca từng làm Thượng Đế, ông làm từ ông Ngọc Hoàng, ông làm cái gì cũng làm được. Có nghĩa là ông bây giờ giống như mình nè, bây giờ muốn làm thần không dễ ở lên Bình Dương đi học niệm chú chừng vài tháng chết làm thần liền đó. Em còn muốn thành A La Hán không, ngồi đi ngồi ép cho nó thân tịch tỉnh rồi thành A La Hán liền. Còn muốn làm cô hồn không, dễ ở chết đi giận dữ làm cái đó dễ. Còn muốn làm Thượng Đế gì, Thượng Đế thì nó hơi khó chút là gì, à, muốn làm Chúa Trời đó anh phải giàu nhất. Nhờ Bill Gates ra bên Mỹ á, thằng đó làm phước một cái này chết bảo đảm nó về nữa là nó làm Thượng Đế nó giàu nhất kia. Nó mình phải hiểu cái đó. Thành ra cái thiền tông này ta nói để ta nói sắp xếp lại, nhưng mà mục đích á, nó đúng là thiền tông mục đích để làm gì, hiểu từng căn bản con người giảm dần trái đất, các loài nào sống như thế nào, trở về Phật giới như thế nào. Đây là cái căn bản của thiền tông muốn nói cái này, chứ không phải mà nói chuyện mơ hồ.
Đó, thì giờ con hỏi là thì con hỏi từ câu một chứ đừng hỏi dài quá. Thôi đó. Dạ, còn ai đặt câu hỏi nữa không ạ? Dạ thưa thầy nha, con hồi nãy con nghe thầy